Độc Tôn Truyền Kỳ, Thanh Vân Môn, Lâm Nhất. Chương 1091. Một nhát kiếm thôi, không nhất thiết phải cảm ơn. Lâm Nhất cất kiếm vào vỏ. Phong Dã đang nấp trong bóng tối nhìn thấy cảnh này thì vô cùng chấn động. Hắn ta cũng có thể giết được ba người Ma Diễm Tông này, nhưng chỉ với một nhát kiếm đã giành thế áp đảo như Lâm Nhất, hắn ta nghĩ mình không thể làm được. Hắn ta lập tức từ bỏ ý định đánh nhau với Lâm Nhất, không nên động vào người này vẫn hơn. Nghĩ vậy, Phong Dã nở nụ cười, đứng lên nhảy tới bên cạnh Lâm Nhất hỏi, tiểu tử, người định làm gì với nữ nhân này? Lâm Nhất quay lại nhìn thì thấy Liễu Nguyệt đang lo sợ nhìn hắn trong bộ dạng áo không đủ che thân. Trong mắt nàng ta có kinh ngạc, sợ hãi, còn có một chút khó tin. Phù! Lâm Nhất vỗ nhẹ vào túi trữ vật, ném một chiếc áo khoác lên người nàng ta. Đi thôi! Sau đó hắn quay lại kéo Phong Dã đi. Tiểu tử, người kéo ta làm gì, ta đây vẫn chưa nhìn đủ đâu đấy. Đôi mắt háo sắc của Phong Dã đảo qua Liễu Nguyệt, vừa bị Lâm Nhất kéo đi thì lập tức bất mãn quát. Liễu Nguyệt đứng dậy cầm lấy áo khoác do Lâm Nhất ném tới, ánh mắt phức tạp, hồi lâu sau mới gọi, Lâm Nhất. Có chuyện gì không? Lâm Nhất dừng bước nhưng không xoay người lại. Cảm ơn ngươi. Ba chữ rất đơn giản nhưng lại vô cùng phức tạp đối với Liễu Nguyệt, thậm chí phải khó lắm mới nói nên lời. Một nhát kiếm thôi, không nhất thiết phải cảm ơn. Lâm Nhất xua tay, tiếp tục đi về phía trước. Mặc dù Liễu Nguyệt có ân oán với hắn, nhưng dù sao cũng là nữ nhân. Nàng ta gặp phải chuyện như vậy, nếu là nam nhân thì phải đứng ra ngay, không nên chần chừ. Trên thế giới này, hai chữ hảo hiệp là quan trọng nhất đối với nam nhân. Bọn đạo trích này giết thì cũng giết rồi. Liễu Nguyệt ở đằng sau nghe vậy thì sững sờ, một nhát kiếm thôi. Có lẽ trong mắt hắn, nỗi nhục và mối thù mà nàng ta cho rằng rất lớn chỉ là một nhát kiếm thôi. Thương thay nàng ta lại dây dưa, ghi hận mãi không quên. Nhưng không ngờ lúc nàng ta tuyệt vọng và bất lực nhất, người mà nàng ta không thể ngờ tới lại ra tay cứu giúp. Mấy ngày nữa lại trôi qua, Lâm Nhất cách cột sáng Hắc Liên ngày càng gần. Số lượng đệ tử tông môn hắn gặp trên đường dần dần tăng lên, mọi người đều cảnh giác nhau và không có ý định ra tay. Tất cả mọi người đều hết sức cẩn thận, hiển nhiên họ không muốn xảy ra xung đột, lãng phí tinh lực trước khi bảo điện Hắc Liên mở ra. Nếu bảo điện mở mà vào với tình trạng bị thương nặng, đây rõ ràng là một hành động cực kỳ ngu xuẩn. Sau khi đến gần mới phát hiện cột sáng Hắc Liên này bao trùm lấy hồ nước lạnh mênh mang. Mặt hồ không gợn sóng, yên tĩnh và bình lặng đến đáng sợ. Chương 1092. Ba người tấn công hắn ta cũng rất mạnh. Ánh sáng rọi xuống, chỉ có thể thấy được hình dáng đại khái của tòa bảo điện, không nhìn thấy chi tiết cụ thể nào. Sột soạt. Khi còn hai ngày nữa là có thể tới gần hồ Hắc Liên, một nhóm người mệt mỏi chạy về phía Lâm Nhất và Phong Dã. Sau khi họ đến gần mới phát hiện tất cả đều là đệ tử Bách Thú Môn, họ có diện mạo thô kệch, vóc dáng vạm vỡ giống Phong Dã. Phong Dã tuét miệng cười, đệ tử Bách Thú Môn quả nhiên rất mạnh, vào mật cảnh Ma Liên không chết một ai cả. Mật cảnh Ma Liên có tỷ lệ tử vong siêu cao, không biết bao nhiêu đệ tử tông môn đã chết, không còn một ai. Bách Thú Môn có thể duy trì đủ số lượng thành viên quả thật không đơn giản. Sư huynh, tiểu tử này là ai vậy? Mấy tên đệ tử Bách Thú Môn hào hứng chào hỏi Phong Dã, sau đó thắc mắc nhìn Lâm Nhất. Một tia sáng lóe qua trong mắt Phong Dã, hắn ta cười giới thiệu, đây là tiểu đệ mà sư huynh mới nhận. Chậc chậc, sư huynh, mắt nhìn của huynh không được tốt lắm, thực lực của tên tiểu đệ huynh mới nhận có vẻ chẳng ra gì. Đúng là không cao lắm. Tu vi mới huyền võ tầng 8 sơ kỳ. Tiểu tử tên gì vậy, giới thiệu với chúng ta đi nào. Mấy người ăn nói tùy tiện, nhìn Lâm Nhất không chút kiêng kỵ. Phong Dã thấy Lâm Nhất cười như không cười thì vội vàng lên tiếng chặn lại, sau đó nhìn hắn, ngươi cũng đi nhanh đi, tốt nhất đừng gặp lại ta trong bảo điện Hắc Liên. Hắn ta đã bị Lâm Nhất cướp sạch một lần, chung quy vẫn cảm thấy hơi khó chịu. Lúc này đồng môn đã tập hợp đầy đủ. Nhưng nhớ lại hình ảnh Lâm Nhất giết chết ba tên đệ tử Ma Diễm Tông bằng một nhát kiếm, trong lòng hắn ta vẫn hơi lo lắng, không dám ra tay bừa. Lâm Nhất nhìn Phong Dã bằng ánh mắt sâu xa, cười nhạt quay lưng bỏ đi. Phong Dã cũng coi như thức thời,
không ra tay với hắn, nếu không thì hắn chỉ có thể tàn sát một đợt. Lúc này các nhân tài kiệt xuất đã tụ tập xung quanh bảo điện Hắc Liên, có lẽ các sư huynh đệ Lăng Tiêu Kiếm Các cũng đang ở gần đây, vừa khéo nhân cơ hội này để tập hợp với họ. Bên bờ hồ Hắc Liên mênh mông, đệ tử của các đại tông môn đều đang nghỉ ngơi lấy sức, chờ cho ánh sáng đen tan đi, bảo điện xuất hiện. Ngay cả những phe có thù với nhau cũng tạm thời kiềm chế không ra tay. Nhưng bên bờ vẫn có một cuộc chiến đang diễn ra gay cấn, thu hút sự chú ý của mọi người, ai cũng hứng thú theo dõi. Ba đệ tử mặc trang phục của Hỗn Nguyên môn bao vây tấn công một người, quyền mang sao động, kiếm ảnh tung hoành. Người bị bao vây thi triển một loại kiếm pháp rất mạnh, với kiếm thế vô cùng sắc bén. Trước dương kiếm pháp tiếng tăm lẫy lừng, kiếm quang tỏa ra nóng như nắng ban trưa, ngưng tụ rực rỡ lóa mắt. Dù ở trong mật cảnh Ma Liên cao thủ nhiều như mây, thực lực như thế cũng đủ để tung hoành, không sợ kẻ nào. Đáng tiếc, ba người tấn công hắn ta cũng rất mạnh. Cả ba người đều là đệ tử nòng cốt của Hỗn Nguyên môn, tu vi huyền võ tầng 9 bằng với hắn ta, khí huyết toàn thân sôi trào như mãnh thú thượng cổ, quyền mang nổ tung như chiến đỉnh cổ xưa va chạm mạnh. Trong tình thế ba đánh một, ưu thế vô cùng rõ ràng. Hi hi, là đệ tử Hỗn Nguyên môn và Lăng Tiêu Kiếm Các. Hai tông môn này quả là kẻ thù không đội trời chung, bảo điện Hắc Liên sắp mở rồi mà vẫn ra tay đánh nhau. Người kiếm khách kia hình như là Trần Huyền Quân của Lăng Tiêu Kiếm Các, có lẽ trước dương kiếm pháp của hắn ta đã đại thành từ lâu. Chương 1093 đừng mơ tưởng. Nhưng vẫn khó thoát khỏi cái chết, Hỗn Nguyên môn lấy ba đánh một, bị đánh hội đồng thì làm sao sống nổi. Rất nhiều đệ tử tông môn khác thấy cao thủ nòng cốt của hai tông môn này đánh nhau thì mừng rỡ. Tốt nhất là cả hai phe đều bị thương và chết đi, như vậy khi bảo điện mở sẽ bớt vài đối thủ cạnh tranh. Trương Viêm, Triệu Tuyền, Tiêu Minh, người của Hỗn Nguyên môn các ngươi đều hèn hạ vậy sao? Thích lấy nhiều đánh ít, có giỏi thì một chọi một với ta. Trần Huyền Quân lạnh giọng khiêu khích với vẻ mặt u ám. Kha kha, Trần Huyền Quân, đừng nói nhiều, đối phó với người của Lăng Tiêu Kiếm các ngươi thì cần gì phải nói đạo lý. Một chọi một, Trần Huyền Quân, ngươi nghĩ cũng hay thật đấy. Đừng trách chúng ta độc ác, nên trách kiếm pháp của Lăng Tiêu Kiếm các quá tệ, trách bản thân ngươi quá kém cỏi. Ba đệ tử nòng cốt của Hỗn Nguyên môn tỏ ra khinh thường, không đếm xỉa tới lời khiêu khích cũng như không mắc mưu của Trần Huyền Quân. Có thể giải quyết thù riêng bằng cách đánh hội đồng, cớ sao phải một chọi một. Nếu chết dưới kiếm của đối phương thì chẳng phải tổn thất lớn ư. Ba người bọn họ vẫn tỉnh táo trong cuộc giao dịch này. Kiếm trước dương, ánh sáng đại nhật. Đối mặt với ba đệ tử nòng cốt Hỗn Nguyên môn có thực lực chỉ kém mình một chút, Trần Huyền Quân vận chuyển chân nguyên đến cực hạn, kiếm thế vô tận ngưng tụ quanh người bắn ra một tia kiếm quang sáng rực như mặt trời, kiếm mang dao động, có cảm giác như mặt trời đè. Trong mắt ba người Trương Viêm thoáng hiện vẻ kinh ngạc, hiển nhiên họ không ngờ thực lực của Trần Huyền Quân lại mạnh đến vậy. Nhưng họ không hề hoảng loạn, ba người cười khẩy, đứng song song nhau. Khi tia kiếm quang kia sắp hạ xuống, lực lượng long tượng cổ xưa tràn ngập trên người, họ đồng loạt hét lớn. Viêm Vân Quyền, nộ diễm cuồng thiêu. Lực lượng long tượng của ba người hòa vào nhau rồi bất ngờ bùng cháy, ngưng tụ thành biển mây mênh mang. Mây khói bao phủ, quyền uy lớn mạnh như một ngọn lửa căm phẫn, cuồng bạo, cháy hừng hực không tắt. Ba người bay lên thi triển sức mạnh ngựa phi rồng lượn, lao thẳng về phía tia kiếm mang rực rỡ kia. Rầm rầm rầm. Quyền mang cuồng bạo đánh vào kiếm mang tạo ra những tiếng nổ kinh thiên động địa, kiếm thế sáng rực xuất hiện một vết nứt, sau đó dần dần nứt toác ra. Răng rác. Ngay sau đó kiếm mang vỡ vụn, Trần Huyền Quân hộc máu văng ra xa. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Với sức một người, nếu so chân nguyên thì chênh lệch vẫn còn quá lớn. Dù kiếm pháp của hắn ta có mạnh đến đâu cũng không thể bù qua sớt lại, không đủ sức xoay chuyển trời đất. Ba người Trương Viêm lạnh nhạt, trong mắt đầy lạnh lẽo, Trần Huyền Quân, hôm nay coi như ngươi xui xẻo. Chúng ta chưa gặp được Lâm Nhất, đành phải bắt đầu với ngươi trước. Cứ yên tâm, sau khi ngươi chết, sư đệ và sư muội của ngươi cũng sẽ đi theo ngươi. Đừng mơ tưởng. Chương 1094 mục tiêu là ta. Trần Huyền Quân nổi giận, nhưng hắn ta vừa đứng lên lại trúng một quyền, gãy cả xương sườn.
Đi chết đi. Trương Viêm nhếch miệng cười dữ tợn, bay lên định đánh thêm một quyền. Hồng hộc. Bỗng nhiên một thanh trường kiếm đâm thủng không khí, hóa thành chim nhạn hạ xuống. Ầm. Quyền mang của Trương Viêm đánh vào thân kiếm, kiếm ý vô tận sao động làm cho hắn ta văng ra. Leng keng. Trường kiếm cắm sâu vào mặt đất nửa tấc, thân kiếm rung lên không ngừng, tiếng kiếm reo sắc bén đinh tai nhức óc không dứt, quanh quẩn bốn phía. Kiếm ý mạnh quá. Không chỉ có ba người Hỗn Nguyên môn, những đệ tử tông môn khác nghe thấy tiếng leng keng đều tỏ ra chấn động. Là ai? Mấy người vội vàng ngẩng đầu lên thì nhìn thấy một thiếu niên mặc trường bào xanh, đeo hộp đựng kiếm, chậm rãi bước tới dưới bầu trời âm u. Thiếu niên nhướng mày, trông như mặt trời mọc, bốc lên như lửa trên hoang nguyên vô tận cát vàng. Người đến là ai? Dĩ nhiên đó là Lâm Nhất đang tìm kiếm đồng môn kiếm các của mình bên bờ hồ Hắc Liên. Sau khi tách ra với Phong Dã, hắn chạy thẳng tới ven hồ. Vừa đến đã thấy cảnh ba người Hỗn Nguyên môn đánh một mình Trần Huyền Quân sư huynh. Thấy Trần sư huynh đang gặp nguy hiểm, người chưa xuất hiện, kiếm táng hoa đã chui ra khỏi vỏ. Sau khi được chân nguyên và kiếm ý bán bộ tiên thiên rót vào, kiếm xuyên qua không khí, đỡ một đòn chí mạng của Trương Viêm. Hô! Một chiêu đẩy lùi Trương Viêm, Lâm Nhất thi triển thất huyền bộ đến cực hạn, tích tắc đã xuất hiện trước mặt Trần sư huynh. Lâm Nhất! Ba đệ tử nòng cốt của Hỗn Nguyên môn, Trương Viêm, Triệu Tuyền và Tiêu Minh nhìn thấy Lâm Nhất thì giật mình, sau đó mừng rỡ, trong mắt ngưng tụ sát khí lạnh băng. Tiểu sư đệ, mục tiêu của ba người này là đệ, đi mau. Trần Huyền Quân không tiện nghĩ nhiều, vội vàng hét lên. Mục tiêu là ta. Tới cũng đã tới rồi, đi gì mà đi. Triệu Tuyền cười nhếch mép, nhìn Lâm Nhất chằm chằm. Mỉa mai, có vẻ như ngươi thu hoạch được khá nhiều trong mật cảnh Ma Liên thì phải. Chưa tới một tháng đã thăng lên huyền võ tầng 8, không hổ là yêu nghiệt kiếm các. Xem ra không thể giữ tiểu tử này lại, có trời mới biết sau khi rời mật cảnh Ma Liên, hắn sẽ trưởng thành đến mức nào. Ra tay! Trương Viêm lạnh lùng ra lệnh. Triệu Tuyền và Tiêu Minh cười độc ác, chân nguyên sao động, lực lượng long tượng cổ xưa tràn ngập toàn thân tỏa ra ánh sáng tím nhàn nhạt ẩn chứa hung uy hiển hách của man thú thượng cổ. Chương 1095 ánh sáng hạo nguyệt. Nhưng khi quyền mang của hai người va vào Lâm Nhất, họ ngạc nhiên phát hiện chẳng biết từ khi nào trên người hắn ngưng tụ ra một bộ chiến giáp tím, chiến giáp tỏa ánh sáng như một lực lượng long tượng sống. Lực lượng long tượng bốc cháy đánh vào bộ chiến giáp, không làm Lâm Nhất bị thương chút nào. Khi hai người đang kinh ngạc, trong cơ thể Lâm Nhất đột nhiên vang lên tiếng rồng ngâm hổ gầm, đánh bay hai người ngay tại chỗ. Phong tòng long, vân tòng hổ, bước đi một bước, phong vân tịnh khởi. Bách thú lai triều. Lâm Nhất vừa bước một bước đã đuổi theo kịp Tiêu Minh và Triệu Tuyền bị đánh bay. Một hư ảnh mãnh hổ khổng lồ ngưng tụ sau lưng hắn, mãnh hổ nhắm mắt, không giận tự uy. Khi nó mở đôi mắt lượn lờ huyết quang, tràn ngập hung uy ra, Lâm Nhất tung một quyền, phóng khí thế vương giả của chiêu bách thú lai triều ra ngoài. Phụt! Triệu Tuyền và Tiêu Minh hộc máu, bị cú đấm này đánh văng ra xa 100 bước. Chết đi! Nhưng hắn vừa đánh bay hai người này, còn chưa kịp thu chiêu, Trương Viêm đang thủ thế chờ đợi lập tức đấm về phía Lâm Nhất từ một góc độ cực kỳ xảo quyệt, trong mắt hắn ta có tia sáng lạnh lóe qua. Viêm vân quyền, liệt hỏa phần thiên. Lực lượng long tượng cháy hừng hực như đốt cháy cả những đám mây trên bầu trời. Một quyền tung ra, ngọn lửa ngập trời giống như một con hung thú khổng lồ dữ tợn đáng sợ, dùng khí thế phần thiên lập tức chôn vùi Lâm Nhất. Cú đấm này có uy lực quá mạnh, khí thế liệt hỏa dữ dội đến nỗi lúc này người ngoài mới để ý đến. Liệt hỏa vô tận nuốt chửng Lâm Nhất, trông vô cùng khủng khiếp. Kiếm! Nhưng mọi người chưa kịp la lên đã nghe thấy một tiếng quát nhẹ. Kiếm táng hoa cắm dưới đất ngừng rung, hóa thành một tia sáng lóe lên rồi chui vào trong liệt diễm. Ánh sáng hạo nguyệt. Kiếm thế vô tận từ trong ngọn lửa phóng thẳng lên trời, kiếm quang sáng rực như một vầng trăng sáng nhẹ nhàng bay lên từ dưới mặt đất, dễ dàng dập tắt ngọn lửa từ long tượng đang cháy hừng hực. Đom đóm làm sao xứng tranh phát sáng với ánh trăng. Liệt hỏa hừng hực như có khí thế phần thiên. Tiếng tăm lẫy lừng vừa cắn nuốt Lâm Nhất chưa được một giây đã bị kiếm thế như trăng sáng này dập tắt hoàn toàn. Trong ngọn lửa,
dù Trương Viêm đã nhanh chóng lùi lại, tia kiếm quang này vẫn để lại một vết thương đáng sợ trên ngực hắn ta. Máu tuôn ra như suối, Trương Viêm ngã xuống đất, mặt mũi tái nhợt. Sư huynh, Triệu Tuyền và Tiêu Minh biến sắc, vội vàng đi tới. Ta không sao. Trương Viêm nghiến răng trả lời, nhìn chằm chằm vào thiếu niên trước mặt mình. Thiếu niên áo xanh đeo hộp đựng kiếm, mái tóc dài bay theo gió, cầm kiếm tăng hoa cắm sâu xuống đất hai tấc. Chương 1096 ẩn chứa kiếm uy vô tận hạ xuống. Lâm Nhất chắp tay, lạnh lùng đứng nhìn đối phương. Ba người hợp sức, nếu hắn muốn giết mà không lấy con át chủ bài của mình ra, e rằng sẽ hơi khó khăn. Dù không lấy át chủ bài ra, nếu ba người này lại muốn làm Trần Sư Huynh bị thương thì phải hỏi thanh kiếm trong tay hắn có đồng ý hay không. Ông! Lâm Nhất ngoắc tay, lòng bàn tay đặt lên chuôi thanh kiếm đang lơ lửng. Kiếm ý bán bộ tiên thiên toàn thân hắn không ngừng tích tụ lại, kiếm thế mạnh mẽ vô tận trong thiên địa tụ lại từ bốn phương tám hướng. Kiếm ý vô tận khiến rất nhiều thanh kiếm trong tay các kiếm khách rung lên như muốn rời khỏi tay họ. Mọi người cầm chắc kiếm, vẻ nghi hoặc thoáng qua trong mắt, hắn đang định làm gì? Ba người Trương Viêm cau mày. Khi mấy người đang nghi hoặc, Lâm Nhất ngưng tụ kiếm ý bán bộ tiên thiên đến cực hạn, sau đó quát nhẹ. Hắn vung tay lên, kiếm táng hoa mang theo kiếm thế khủng khiếp lập tức từ dưới đất phụt lên, hóa thành một vòng sáng trên không trung, liên tục xoay tròn, lao về phía ba người họ. Vèo! Gần như chỉ trong nháy mắt, kiếm táng hoa đang xoay tròn lóe lên ánh sáng lạnh lẽo sắc bén, ẩn chứa kiếm uy vô tận hạ xuống. Ba người Trương Viêm giật mình hoảng loạn, vội vàng ra tay. Bùm, bùm, bùm. Từng tia quyền mang ẩn chứa chân nguyên cuồn cuộn đánh vào kiếm táng hoa, trong lòng thầm than khổ. Trong tiếng nổ liên tiếp không ngừng, ba người bị nhát kiếm này bước lùi hơn 10 bước, sau đó mới đẩy nó lùi lại trong tiếng hét điên cuồng của Trương Viêm. Một tiếng leng keng giòn giã vang lên, kiếm táng hoa hóa thành tia sáng rồi dựng đứng trên mặt đất. Nếu ba người các ngươi có gan thì cứ việc bước qua thanh kiếm này. Lâm Nhất lạnh lùng, thản nhiên đe dọa. Vẻ mặt của ba người Trương Viêm lập tức trở nên cực kỳ khó coi. Lâm Nhất thật ngông cuồng, dám đe dọa ba đệ tử nòng cốt như họ ngay trước mặt bao nhiêu nhân tài kiệt xuất. Nhưng khi nhìn sang thanh kiếm táng hoa vẫn còn rung và phát ra tiếng leng keng kia, cả ba người đều không nhịn được dùng mình. Kiếm ý sắc bén cùng với khí phách không sợ sinh tử, ngoài ta còn ai, thẳng tiến không lùi của Lâm Nhất thực sự khiến người ta không dám khinh thị hắn. Thật đáng sợ. Một nhân tài mới nổi của Lăng Tiêu kiếm các mà lại bước lùi ba đệ tử nòng cốt của Hỗn Nguyên môn. Là Lâm Nhất phải không? Lúc ở phủ công chúa hắn đã trở nên nổi tiếng, tên tuổi vang dội đại tần, không ngờ lại trưởng thành nhanh như vậy. Có lẽ, lại phải gặp mặt thêm lần nữa trong mật cảnh Ma Liên này. Một kiếm đẩy lui ba người, một câu dọa cả ba không dám động đậy. Trước đó, mọi người đều tin chắc rằng Trần Huyền Quân sẽ phải chết. Không ai ngờ kết cục lại như thế này. Khi chàng thiếu niên khoác trên mình bộ thanh sam kia xuất hiện hệt như ánh trăng trên hoang nguyên cát vàng vô tận, thế cục đã nghịch chuyển vượt ngoài sức tưởng tượng của mọi người. Chương 1097 chưa kịp nói mà thôi. Vèo vèo vèo. Ngay lúc này, phía sau hai người có vài bóng người đang nhanh chóng chạy về phía này. Đó là các đệ tử còn lại của Hỗn Nguyên môn và Lăng Tiêu kiếm các, sau bao khó khăn trắc trở, cuối cùng bọn họ cũng tề tụ về bờ hồ đen kịt này. Viện quân đã đến, thế nhưng sắc mặt ba người Trương Viêm vẫn khó coi như trước. Nếu để các sư đệ trong môn biết được chuyện đáng xấu hổ vừa rồi, bọn họ thật sự không biết nên giải thích như thế nào. Chúng ta đi. Không đợi các đệ tử của Lăng Tiêu kiếm các tụ lại, Trương Viêm đã sầm mặt, dẫn theo đám đệ tử của Hỗn Nguyên môn rời đi. Trần Sư Huynh, đã có chuyện gì xảy ra? Mấy người Hân Nghiên cùng Đường Thông đỡ Trần Huyền Quân đứng lên, sau khi xem xét thương thế của hắn ta, sắc mặt bọn họ lập tức thay đổi. Hẳn là người của Hỗn Nguyên môn muốn ra tay với tiểu sư đệ, Trần Sư Huynh liều chết cứu giúp nên mới bị thương nặng như vậy. Đường Thông quan sát tình hình, rồi nói ra phỏng đoán tương đối hợp lý. Trần Huyền Quân cười khổ một tiếng, không phải, vừa rồi ba người của Hỗn Nguyên môn vây giết ta, may là tiểu sư đệ đến kịp, cứu ta một mạng. Nếu không, hậu quả khó mà lường được. Hả?
Đám người Hân Nghiên và Đường Thông giật mình kinh ngạc, lúc này, Lâm Nhất vừa tra kiếm táng hoa vào vỏ xong, đang từ từ bước đến. Mọi người đồng loạt nhìn về phía hắn, trong mắt lộ rõ sự kinh ngạc. Tiểu sư đệ mạnh như vậy từ lúc nào, một mình hắn cứu được sư huynh Trần Huyền Quân trong tay ba tên đệ tử cốt cán của Hỗn Nguyên môn ư? Mấy người Hân Nghiên ngạc nhiên nhìn Lâm Nhất một lượt từ trên xuống. Chấm hỏi chấm hỏi chấm hỏi. Mãi một lúc lâu sau, trên khuôn mặt xinh đẹp của Hân Nghiên mới xuất hiện nụ cười, cô khẽ thở dài, tiểu sư đệ, đệ giấu kỹ thật đấy, khiến chúng ta kinh ngạc hết lần này đến lần khác. Chưa kịp nói mà thôi, Lâm Nhất khẽ nói. Ba tên đệ tử cốt cán của Hỗn Nguyên môn quả thật có chút bản lĩnh. Nếu là trước khi tiến vào mật cảnh Ma Liên, trong tình cảnh một đối ba, dù có lộ ra toàn bộ át chủ bài thì e rằng hắn cũng chỉ miễn cưỡng bảo vệ được mình mà thôi. Mấy người kia cũng giống như Phong Dã vậy, so với những người xếp thứ hạng cao trong Long Môn tranh tài vẫn có sự chênh lệch rất lớn. Bọn họ có thể xưng là nhân tài kiệt xuất, nhưng còn lâu mới được xem là yêu nghiệt. Lại nói, thực lực của hắn đã khác xa so với lúc trước, không còn là một tên vô danh tiểu tốt bị choáng ngợp khi nhìn thấy tứ công tử tề tụ năm đó. Hiện tại, có lẽ vẫn còn kém một chút so với bát công tử đế đô, nhưng bọn họ đã không còn là tồn tại không thể vượt qua đối với hắn nữa. Chương 1098 Sư Huynh, thương thế của Huynh sao rồi? Sau trận chiến ngang cơ với Phong Dã, hắn càng thêm kiên định với niềm tin của mình. Dựa vào kiếm ý bán bộ tiên thiên cùng với một trái tim hướng về kiếm, sớm muộn gì, hắn cũng bước ra khỏi lãnh thổ bao la rộng lớn của Đại Tần Đế Quốc. Đi đến một thế giới càng to lớn hơn, một võ đài càng khí khái hơn, tạo dựng danh tiếng cho chính mình. Trần Huyền Quân nhìn Lâm Nhất bằng ánh mắt đầy ẩn ý, xem ra, trong trận chiến trước đó, hắn ta đã xem thường vị thiếu niên này rồi. Mấy người Hân Nghiên không chứng kiến cảnh tượng Lâm Nhất đối chiến cùng ba người Trương Viêm, nhưng hắn ta thì lại thấy rất rõ. Khí thế cùng tâm tính của Lâm Nhất mang đến cảm giác hệt như ánh mặt trời rực lửa. Hào hùng vạn trượng. Khí độ hiên ngang, hắn ta chỉ nhìn thấy loại khí phách này từ trên người của bát công tử. Tuy ở hiện tại, bất kể là cảnh giới hay tuổi tác, Lâm Nhất đều thua xa bát công tử, nhưng khí phách của hắn lại không hề thua kém. Quả thật đáng sợ. Khó mà tưởng tượng được, đến một ngày nào đó, khi hắn đạt đến độ tuổi và cảnh giới tương đương với bát công tử thì sẽ như thế nào. E rằng dưới một kiếm của hắn, sự huy hoàng của Đại Tần Đế Quốc cũng mất đi sắc thái. Trần Huyền Quân chợt hiểu ra vì sao các chủ kiếm các nhất quyết để Lâm Nhất đi đến nơi cửu tử nhất sinh, nguy cơ tứ phía như mật cảnh Ma Liên. Bởi vì các chủ có tầm nhìn xa hơn hẳn người thường, ngài ấy có thể nhìn ra trên người Lâm Nhất ẩn chứa tiềm lực và khí phách kinh người kia. Hắn không phải một tên yêu nghiệt tầm thường, mà là chân long trong những nhân tài kiệt xuất. Đối với hắn, mật cảnh Ma Liên chính là hồ hóa long, dù có chết trong đó thì cũng là số mệnh của hắn. Hoặc là sống một cuộc đời oanh oanh liệt liệt, hoặc là triển lộ tài năng trước mắt thế nhân, sau đó một bước lên mây, chứ không thể nào là vật trong ao, sống mờ nhạt cả đời. Sư huynh, thương thế của huynh sao rồi? Lâm Nhất ngước mắt nhìn, phát hiện sắc mặt Trần Huyền Quân không được tốt cho lắm, e là trận chiến vừa rồi đã khiến hắn ta bị thương nặng hơn so với tưởng tượng của hắn, có lẽ Trần sư huynh đã phải liều mạng mới cầm cự được. Hắn có thể đánh bại ba người kia, một phần là nhờ sư huynh đã tiêu hao không ít chân nguyên của bọn họ. Đương nhiên, ngay cả khi không có sự trợ giúp đó, hắn vẫn có lòng tin có thể đánh bại được đối phương. Có điều, đánh bại thì dễ, đánh chết ba người họ lại không dễ. Vết thương không đáng lo, có điều muốn khôi phục lại trạng thái đỉnh phong thì phải mất ít nhất 4, 5 ngày, thế nhưng, Bảo Điện Hắc Liên sắp chính thức mở ra rồi. Nhìn cột sáng màu đen trong hồ nước dần mờ nhạt, ánh mắt. Trần Huyền Quân lộ vẻ yêu thương. Bảo Điện Hắc Liên chính là nơi mang đến kỳ ngộ quan trọng nhất trong mật cảnh Ma Liên. Đối với một nhân tài kiệt xuất như Trần Huyền Quân thì để lỡ cơ hội tốt như vậy chính là một sự đã kích nặng nề. Hân Nghiên sầm mặt lạnh lùng nói, không thể để yên như vậy được, nếu sư huynh thật sự không thể tiến vào Bảo Điện Hắc Liên, vậy thì đám người Hỗn Nguyên môn cũng đừng hòng vào đó. Đúng thế. Đây không phải lần đầu tiên bọn họ làm vậy. Chương 1099 cột sáng sụp đổ rồi. Bởi lẽ trong mật cảnh Ma Liên, có thể nói thanh danh của mộ tu hàn cực kỳ hiển hách,
những người đụng phải hắn ta gần như không một ai sống sót. Kẻ này, vô cùng tàn bạo. Trong suy nghĩ của rất nhiều người, thực lực của Mộ Tu Hàn là số một trong mật cảnh Ma Liên. Đây chính là uy danh do chính kiếm của hắn giết ra được. Bạch Nhạc và người của Ma Diễm Tông cũng đã đến. Phong Giã cũng đến. Đường Nghị, xếp thứ 20 trong Long Môn tranh tài cũng đã đến. Cao thủ tề tụ mỗi lúc một nhiều. Những cao thủ nổi danh trong trận Long Môn tranh tài năm đó đều đã có mặt, kéo theo đó, bầu không khí tại bờ hồ Hắc Liên dần sôi trào, đạt đến sự cuồng nhiệt trước nay chưa từng có. Sự thích Lâm Nhất lấy một địch ba trước đó cũng dần bị quên lãng bởi sự xuất hiện của những người này, thay vào đó, mọi người dồn lực chú ý vào việc bảo điện Hắc Liên sắp mở ra. Bọn họ đều đang suy đoán xem ai sẽ là người giành chiến thắng cuối cùng trong bảo điện Hắc Liên. Không có bất kỳ dấu hiệu báo trước nào, cột sáng màu đen kết nối trời đất giữa hồ nước rộng lớn bỗng chốc sụp đổ. Trước ánh mắt chăm chú của tất cả mọi người, một tòa bảo điện cổ xưa mà hùng vĩ xuất hiện. Cột sáng sụp đổ rồi. Có thể tiến vào bảo điện được rồi. Xuất hiện thật đúng lúc, suýt nữa là trễ một bước, may mắn thật, may mắn thật. Sau một thoáng kinh ngạc, tất cả các đệ tử tông môn đều trở nên phấn khích. Bọn họ không nghĩ nhiều, cũng không hề do dự, lập tức bay về phía bảo điện Hắc Liên ở trung tâm hồ nước. Hồng hộc. Đủ loại thân pháp được thi triển, âm thanh xé gió vang lên không ngớt. Đoàn người đông nghìn nghịt, chen chúc nhau mà đi. Thoạt nhìn, cảnh tượng vô cùng choáng ngợp. Nửa khắc trước, bên bờ hồ còn ồn ào náo động, thoáng cái, gần như đã đi hết. Những người bị bỏ lại phía sau cũng hấp tấp vọt về phía bảo điện. Vẻ mặt họ tràn đầy lo lắng. Thấy Trần Sư Huynh nhấp nhổm, dường như muốn nói gì đó, Lâm Nhất khẽ nói, Trần Sư Huynh, chớ nên sốt ruột. Nếu chúng ta rời đi, một mình Huynh ở lại đây dưỡng thương, lỡ như xảy ra chuyện gì thì biết làm sao. Đúng đó, Sư Huynh, Huynh cứ an tâm dưỡng thương đi, chúng ta sẽ hộ pháp thay Huynh. Hân Nhiên mỉm cười, khẽ nói. Những sư đệ còn lại cũng nở nụ cười, tranh nhau nói lời an ủi. Lâm Nhất vỗ túi chữ vật, lấy ra một vỏ hầu nhi tử. Rượu này tên là hầu nhi tử, sau khi được luyện hóa, chỉ trong vài ngày, có thể nâng cao thực lực một phen. Hầu nhi tử, chương 1100 chuyên tâm chữa thương. Mấy tên nghiện rượu như Đường Thông và Đinh Nham lập tức sáng mắt lên, đây chính là loại rượu hảo hạng đấy, có linh ngọc cũng khó mà mua được, vô cùng quý hiếm. Hầu nhi tử không chỉ có hương vị tuyệt hảo, mà còn mang đến lợi ích không nhỏ đối với tu vi của võ giả. Sau khi uống vào, lực lượng tràn đầy, có thể tăng tốc quá trình vận chuyển chân nguyên. Trước khi tiến vào bảo điện Hắc Liên, nếu có thể uống vài ngụm hầu nhi tử, thực lực sẽ được nâng cao hơn rất nhiều. Đương nhiên, đối với Lâm Nhất, rượu này không còn bao nhiêu tác dụng nữa. Bởi vì hắn đã uống rất nhiều lần rồi, các huynh đệ chưa từng uống nên chắc chắn sẽ có hiệu quả. Trần Huyền Quân ngầm hiểu, Lâm Nhất làm vậy là để đền bù cho các sư đệ thay hắn ta. Vì thế, hắn ta cũng không sĩ diện hão nữa, mà lập tức nhắm mắt vận công, chuyên tâm chữa thương. Nắp vò rượu được mở ra, mùi hương nồng nặc lan ra bốn phía. Đinh Nham lấy ra mấy cái chung rượu, họ hét đòi rót rượu. Hầu nhi tử dễ dàng khơi gợi hứng thú của mọi người. Lâm sư đệ định đi đâu? Thấy Lâm Nhất lẳng lặng rời đi, nhưng không phải hướng về bảo điện Hắc Liên ở giữa hồ, Hân Nhiên tỏ vẻ nghi hoặc. Sư tỷ chớ lo lắng, ta có chút việc, đi rồi về, tỷ thay ta giữ lại một chung rượu nhé. Bước chân Lâm Nhất không dừng lại, nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt Hân Nhiên. Cô mỉm cười bất đắc dĩ, tiểu sư đệ đã thật sự trưởng thành, tuy nhiên, với thực lực của hắn thì cũng chẳng có gì phải lo cả. Bên bờ hồ Hắc Liên, tại một nơi tương đối vắng vẻ và yên tĩnh. Sư huynh, huynh cứ an tâm dưỡng thương đi, chúng ta đi trước. Bảo điện Hắc Liên đã mở ra, chúng ta cũng không còn cách nào giúp huynh. Ngước nhìn đám người nôn nóng muốn xông ra giữa hồ, sắc mặt Trương Viên có hơi khó coi, thầm mắng một lũ khốn kiếp, không hề có chút tình cảm nào cả. Bảo điện vừa mở ra không lâu, một nhóm người đã kiềm chế không nổi, trực tiếp rời đi. Triệu Tuyền và Tiêu Minh cùng chịu một quyền của Lâm Nhất, tuy rằng trong quyền ẩn chứa kiếm kình, nhưng vẫn kém xa vết thương do kiếm quang tạo thành trước ngực của Trương Viêm. Hơn nữa,
hai người cùng chia sẻ sức mạnh từ một quyền kia, so ra thì tốt hơn hắn ta rất nhiều. Bạn học gần như không sao cả, chỉ cần nghỉ ngơi một chút là được. Cho nên vừa nhìn thấy bảo điện mở ra, hai tên này lập tức rời đi. Cúi nhìn vết thương do kiếm quang tạo thành trước ngực mình, sắc mặt Trương Viêm vô cùng âm u. Đáng giận, đều do tên tiểu tử kia. Chương 1101. Vết thương do một kiếm kia gây ra không đáng ngại, thế nhưng kiếm ý còn sót lại quả thật. Đục khoét đến tận xương, chỉ cần vận chuyển chân nguyên hơi mạnh một chút thì sẽ phải chịu đau đớn cùng cực. Với tình trạng như thế, hiển nhiên, hắn ta không thể nào xông vào bảo điện Hắc Liên để tranh giành bảo vật được. Lâm Nhất, ta sẽ khiến ngươi trả giá đắt cho việc này, dù giết không được ngươi, ta cũng sẽ khiến những kẻ bên cạnh ngươi phải nếm trải đau đớn mà ta đã chịu. Trong mắt Trương Viêm lóe lên sự tàn nhẫn, hắn ta nghiến răng nghiến lợi nói. Đột nhiên, một cơn gió mạnh thổi qua, sắc mặt Trương Viêm thoảng thay đổi, liền ngẩng đầu nhìn. Trong tầm mắt bỗng xuất hiện bóng người mà hắn ta không muốn nhìn thấy nhất. Người nọ khoác một bộ trường bào thanh sam, trên lưng vác theo hộp đựng kiếm. Lâm Nhất, ngươi tới để giết ta à? Cơ mặt Trương Viêm co giật, cảm giác khủng hoảng và bất an phút chốc trào dâng trong lòng. Hắn ta run run nói. Lâm Nhất lẳng lặng nhìn Trương Viêm. Ha ha, có ý muốn giết người, đương nhiên đã chuẩn bị sẽ bị người giết. Ngươi muốn đến giết ta, ta cũng không cảm thấy ngạc nhiên. Tuy nhiên, ta khuyên ngươi một câu. Bàn tay giấu trong ống tay áo của Trương Viêm đột nhiên xuất hiện một viên huyền hỏa nha. Hắn ta âm thầm truyền chân nguyên vào trong nó. Thấy Lâm Nhất không lên tiếng, Trương Viêm dần tỉnh táo lại, bèn nói tiếp, tốt nhất đừng ra tay. Hậu quả mà ngươi phải đối mặt khi giết một đệ tử cốt cán của tứ đại tông môn không đơn giản đâu. Ngươi có thể dễ dàng đánh bại ta, cũng không có nghĩa là ngươi có thể dễ dàng giết ta, dù rằng hiện tại ta đang bị thương nặng. Con thỏ nóng này còn biết cắn người, huống chi là hắn ta, một đệ tử cốt cán có tu vi huyền võ tầng 9. Đương nhiên, đòn phản công trước khi chết của hắn ta cực kỳ đáng sợ. Nhưng Lâm Nhất lại không nói lời nào, cũng không có ý định buông tha cho Trương Viêm. Chó chết, đi chết đi. Trương Viêm nổi giận, bất ngờ vùng ống tay áo lên, một viên huyền hỏa nha xẹt qua giữa không trung hệt như một ngôi sao băng. Đạn chỉ thần kiếm, diệt. Thế nhưng, viên huyền hỏa nha chí mạng kia vừa bay ra khỏi ống tay áo liền bị một luồng kiếm quang màu tím xuyên thủng trong tích tắc, sau đó hóa thành vô số mảnh vụn rơi xuống đất. Kiếm. Ấn ký hoa tử diên trên mu bàn tay còn chưa tiêu tán, Lâm Nhất trở tay nắm lấy chuỗi kiếm táng hoa vừa lao ra khỏi hộp. Vùn vụt, kiếm vừa ra khỏi vỏ, hắn lao vọt lên không, tiếp cận Trương Viêm đang trong trạng thái bùng nổ. Xoẹt, phụt, chương 1102. Máu tươi văng tung tóe, đầu Trương Viêm lơ lửng giữa không trung, hai mắt hắn ta trợn trừng, đến chết vẫn không nhắm mắt. Thân thể không đầu rơi xuống phía sau lưng Lâm Nhất. Phát ra một tiếng nặng nề. Vừa nãy, chỉ trong một khoảnh khắc trước khi Trương Viêm chết, Lâm Nhất đã trúng một quyền đỉnh phong của hắn ta, đồng thời, hắn ta cũng bị Lâm Nhất chém một kiếm. Tất cả đều nằm trong tính toán của Lâm Nhất, hắn cố ý để lộ sơ hở cho đối phương thấy để đổi lại cơ hội một kiếm tất sát. Lâm Nhất không sợ đòn phản công của Trương Viêm trước khi chết, hắn chỉ sợ để đối phương trốn thoát, nếu vậy thì thật sự rất phiền toái. Keng! Dưới sự công kích của kiếm thế, tảng đá phía trước vỡ vụn ra, một đóa hoa mỏng manh vốn ẩn trong bóng tối bỗng chốc lộ ra. Đối mặt với kiếm thế lạnh thấu xương của Lâm Nhất, đóa hoa kia càng thêm mỏng manh và xinh đẹp. Bên trong di tích hoang tàn, ma khí trải rộng lại xuất hiện một đóa hoa như thế, quả thật là chuyện hiếm thấy. Người cũng thật đáng thương, xinh đẹp như vậy lại không có ai nhìn thấy. Tuy nhiên, người cũng rất may mắn, vì cuối cùng cũng có người thưởng thức được vẻ đẹp của ngươi. Lâm Nhất khom người hái bông hoa kia, đưa lên mũi ngửi một hơi, hương hoa phả vào mặt hắn. Bên bờ hồ, tại nơi các đệ tử Lăng Tiêu kiếm các tụ tập, Đường Thông đang cẩn thận rót từng chung rượu. Hầu nhi tử vô cùng quý hiếm, tuy đang rất khoái chí nhưng hắn ta lại hết sức cẩn thận, không dám để rơi vãi dù chỉ là một giọt. Sau khi đổ đầy 6 chung rượu, Đường Thông cười nói, ta để lại chung rượu thứ 7 cho tiểu sư đệ. Kẻo các người uống đến nghiện, quên mất hắn. Tiểu sư đệ mà biết được, hẳn là sẽ rất cảm động. Đa tạ. Chung rượu thứ 7 vừa được rót đầy thì một cơn gió thoảng qua, Lâm Nhất theo gió mà lướt tới, mỉm cười rồi giơ cái chung lên, uống một hơi cạn sạch.
Mọi người giật mình kinh ngạc, sao tiểu sư đệ quay lại nhanh vậy? Tiểu sư đệ, đệ đi hái hoa à? Hân Nhiên liếc nhìn đóa hoa trong tay phải của Lâm Nhất, nở một nụ cười nhẹ. Lâm Nhất thoáng ngẩn người, sau đó cười nói, đúng, ta đi hái hoa. Tằng tỷ. Ba ngày sau, thương thế của Trần Huyền Quân đã khôi phục, trở lại trạng thái đỉnh phong. Sau khi uống hết một vò hầu nhi tử, mọi người chuẩn bị tiến vào bảo điện Hắc Liên ở giữa hồ. Không biết có muộn hay không? Trần Huyền Quân ngước mắt nhìn, bảo điện Hắc Liên lẳng lặng nằm ở trung tâm hồ nước, xa xôi và mờ ảo. Phóng mắt nhìn, xung quanh hồ vô cùng hoang vắng, ngoại trừ bọn họ thì không còn bất kỳ ai khác. Chương 1103. Sợ là không đơn giản như vậy. Mấy ngày nay, ta đã quan sát một phen, con đường tiến đến bảo điện Hắc Liên không hề yên ổn, có rất nhiều người chết thảm dọc đường đi, chưa kịp bước chân vào bảo điện đã táng thân trong bụng cá. Muốn tiến vào bảo điện không dễ như chúng ta nghĩ. Đường Thông tiếp lời. Trong mấy ngày qua, tuy mọi người không xông vào hồ nước, nhưng đứng từ xa quan sát, vẫn có thể nắm được một chút tình hình. Có thể xem đó là ưu thế của người đến sau. Chúng ta cũng nên đi thôi, Trần Huyền Quân gật đầu, khẽ nói. Vù vù vù. Âm thanh xé gió vang lên, các đệ tử của Lăng Tiêu Kiếm các thi triển thân pháp, lần lượt tiến vào hồ Hắc Liên. Nước thật lạnh. Vừa mới chạm mũi chân lên mặt hồ, một luồng khí lạnh thông qua lòng bàn chân sộc thẳng vào tim, khiến toàn thân run lên vì lạnh. Lâm Nhất rót chân nguyên vào đôi mắt, cúi đầu nhìn. Hắn nhìn thấy được những sợi băng màu đen đang nhấp nhô trong hồ nước, thoạt nhìn vô cùng quái dị. Phía dưới sợi băng, thỉnh thoảng lóe lên tia sáng dữ tợn, khiến hồ Hắc Liên càng thêm quái đản. E là hồ Hắc Liên không êm đềm như vẻ bề ngoài của nó, đừng xem nhẹ, để ta đi trước. Lâm Nhất thu hồi tầm mắt, khẽ nói. Đoàn người không ngừng tiến về phía trước, dần dần rời xa bờ hồ, cùng với đó, cảm giác lạnh lẽo trên người ngày càng tăng mạnh. Khi đi được khoảng 10 dặm, gần như không khí xung quanh đã đạt đến mức độ hà hơi đóng băng. Chỉ dựa vào thân thể thì không cách nào chống cự nổi, buộc phải điều động chân nguyên liên tục mới có thể bảo vệ được trái tim yếu ớt. Nếu không, theo thời gian, khí lạnh xâm nhập vào tim. Rất có thể nó sẽ bất ngờ nổ tung như một khối băng. Chết cũng không biết tại sao mình chết. Trên mặt hồ trôi dạt mấy thi thể, trên thi thể phủ đầy băng tuyết, gương mặt đã không còn chút sắc máu. Là đệ tử của Kim Huyền Tông. Đám người Đường Thông nhìn thấy quần áo trên người thi thể, đã nhận ra lai lịch của bọn họ. Kim Huyền Tông ở Đại Tần Đế Quốc cũng tính là thế lực bậc nhất, chỉ thua tứ đại tông môn. Đệ tử dưới môn hạ có thể được chọn vào mật cảnh Ma Liên này chắc chắn thực lực không yếu. Nhưng không hề có dấu hiệu nào báo trước, ba thi thể trôi dạt trên mặt nước bỗng nhiên mở mắt ra. Tia sáng trong mắt phần đục, nhưng lại dũng mãnh hữu lực, lóe ra ma quang cổ quái. Gào. Trong tiếng gào thét, mấy cô thi thể về phía Lâm Nhất nhanh như chớp. Nếu là người bình thường, chỉ e sẽ không kịp phòng bị mà bị thương ngay. Nhưng Lâm Nhất đã phòng bị từ trước. Mặt nước không gợn sóng, mấy thi thể lại vừa khép xuôi theo dòng nước đến trước mặt hắn vốn đã rất kỳ lạ. Hầu như vào lúc ba thi thể vừa đứng dậy, năm ngón tay Lâm Nhất đã siết chặt, đánh ra một quyền. Vụt! Ba thi thể lập tức nổ tung, nhưng trong làn sương máu, mấy chục con cá nhỏ màu đen bỗng xuất hiện, giống như những con cá này vẫn luôn trốn trong thi thể vậy. Thực thi ngư! Chương 1104. Lâm Nhất nhíu mày, nhận ra loại dị thú này. Loại cá kỳ lạ này là dị chủng thời thượng cổ, hầu như đã tuyệt chủng ở thế giới bên ngoài, chỉ có ở trong mật cảnh và di tích mới thỉnh thoảng gặp được. Thể hàn, ăn thịt người, ký sinh trong thi thể rất khó giải quyết. Xoẹt! Mấy chục con thực thi ngư hả hàm răng nhọn hoắt ra, phả ra sợi tơ màu đen, lượn vòng tới chỗ Lâm Nhất. Sợi tơ đen nhanh như chớp, hầu như không đợi bọn họ phản ứng lại đã phủ xuống dày đặc. Keng! Đám người Hân Nhiên biến sắc. Đồng loạt rút kiếm khỏi vỏ, định cắt đứt số tơ đen đó trước lúc nó rơi xuống. Nhưng tơ đen dẻo dai vô cùng, kiếm mang không thể chém đứt, ngược lại để nó quấn lên thân kiếm. Sau đó, nó không ngừng lan ra, chớp mắt đã quấn lấy đám người với khí thế như sét đánh. Vù vù. Giữa không trung, mấy chục con thực thi ngư lóe lên huyết quang trong mắt, nhẹ hàm răng sắc bén vồ về phía bọn họ. Đứt. Người đầu tiên phản ứng lại là Trần Huyền Quân. Trước dương kiếm thế của hắn ta lan tỏa, sợi tơ màu đen quấn trên người dần dần tan rã, cho đến khi đứt đoạn.
Đợi đến khi hắn ta lấy được tự do, vùng kiếm quét ra, 10 con thực thi ngư lập tức chết thảm ngay giữa không trung. Những người còn lại sau cơn hoảng loạn ban đầu cũng bình tĩnh lại. Dù sao bọn họ cũng là tinh anh bảng địa của Lăng Tiêu kiếm các, đồng loạt sử dụng thủ đoạn lấy lại tự do. Chẳng bao lâu sau, đám thực thi ngư đều chết thảm giữa không trung. Phụt phụt phụt. Nhưng không đợi bọn họ nghỉ lấy hơi, những con thực thi ngư lại từ mặt nước vọt lên giống như mũi tên bay tới dày đặc. Ùn ùn kéo đến, trên 1.000 con, cảnh tượng vô cùng hãi hùng. Nhiều vậy sao? Ngay cả Trần Huyền Quân cũng không khỏi biến sắc. Hắn ta chợt hiểu ra vì sao nhiều đệ tử tông môn chết trên hồ Hắc Liên như vậy. Có tiếng kêu thảm đột nhiên vang lên. Lại là một đệ tử kiếm các bị thực thi ngư cắn trúng, chân nguyên tán loạn, lập tức bị xé rách một mảng thịt lớn. Chỉ nhìn thôi đã thấy ghê người, người bị cắn trúng không biết còn đau đến thế nào. Chết tiệt, đòn tấn công của thực thi ngư thật đáng sợ. Đường Thông biến sắc, la lên thất thanh. Đúng vậy, mặc dù đám thực thi ngư này không chịu nổi một đòn, nhưng nếu bị nó cắn trúng, ngay cả chân nguyên cũng không thể phòng ngự. Kỳ lạ! Trong mắt Lâm Nhất thoáng qua vẻ nghi hoặc, hắn vừa giết thực thi ngư, ánh mắt vừa nhìn chằm chằm mặt hồ. Chốc lát sau, hắn đã nhìn ra manh mối. Chương 1105. Dưới mặt hồ mấy trăm mét có một cái bóng cực lớn đang không ngừng di chuyển. Ngư vương sao? Vụt! Hắn nhấc tay lên, một luồng kiếm mang lao thẳng xuống nước. Nhưng ngư vương ở trong nước lại linh hoạt tránh khỏi, nó ở dưới đáy nước có quá nhiều ưu thế. Cho dù kiếm ý bán bộ tiên thiên của Lâm Nhất có sắc bén thế nào, không đánh chúng nó cũng vô dụng. Xèo xèo xèo. Mấy lần ra tay liên tiếp, mấy chục luồng kiếm mang bay vào trong nước đều bị ngư vương của đám thực thi ngư dễ dàng tránh né. Thực thi ngư nổi lên từ mặt nước vẫn nhiều vô kể, liên tục không dứt. Để xem mày có thể tránh đến bao giờ, Lâm Nhất thu kiếm vào vỏ, trong mắt lóe lên vẻ giận dữ. Sức mạnh long tượng và chớ nguyên hòa hợp. Hắn đánh một quyền vào mặt nước. Rầm. Mặt nước rung chuyển, một con thực thi ngư khổng lồ dài gần 100 mét bị chấn bay ra ngoài, hiện ra trước tầm mắt mọi người. Ra tay. Sau cơn kinh ngạc, trong mắt Trần Huyền Quân lóe lên tia sáng lạnh lẽo, một luồng kiếm mang nóng rực như tia chớp phóng đi. Đám người Hân Nghiên cũng ra tay không hề chậm trễ, mấy luồng kiếm mang mạnh mẽ như sấm sét, cũng giết tới một cách vô cùng bá đạo. Phì phì. Giữa trời không bằng dưới nước, tốc độ của ngư vương chậm đi nhiều, lập tức bị kiếm mang xuyên thủng mấy lỗ. Nó đau đến mức giãy giụa trên không trung, đuôi cá tạo nên gió mạnh mãnh liệt trong cơn rung lắc. Mặt hồ nổi lên những con sóng nước, đợi ngư vương rơi vào trong nước, nó nhanh chóng chìm xuống đáy, không dám nổi lên. Trên mặt nước dâng lên dòng máu đỏ tươi, toàn là máu của ngư vương chảy ra. Vô số con thực thi ngư cũng không còn xuất hiện sau khi ngư vương bỏ trốn. Chỉ mới bắt đầu đã gặp phải phiền phức lớn như vậy. Hân Nghiên khế than, e rằng con đường phía sau sẽ càng không dễ đi. Cũng không phải tin xấu hoàn toàn, điều này chứng tỏ người đi phía trước cũng không thông thuận gì, có lẽ vẫn chưa chính thức bước vào bảo điện Hắc Liên, chúng ta không muộn quá đâu. Lâm Nhất nghĩ ngợi rồi khẽ giọng nói. Nói đúng đấy, nhưng tiếp theo phải hết sức cẩn thận. Trần Huyền Quân gật đầu, vẻ nghiêm trọng trong mắt thả lỏng hơn chút. Mọi người nghỉ ngơi hồi phục một lúc rồi tiếp tục lên đường. Càng đi sâu vào hồ Hắc Liên, số lượng xác chết trôi bọn họ gặp phải càng nhiều lên. Chương 1106. Dường như tất cả đều bị thực thi ngư khống chế, mỗi lần gặp phải đều không tránh khỏi một trận ác chiến. May là bọn họ đều có kinh nghiệm đối phó, Lâm Nhất ra tay dẫn ngư vương ra, sau đó mọi người lại dùng kiếm mang đánh nó bị thương. Đối phó với nó hầu như không tốn nhiều thời gian. Thủ đoạn này cũng chỉ có Lâm Nhất mới có thể làm được, đổi lại là người khác đối mặt với ngư vương ở dưới nước thì vô cùng đau đầu. Nhưng không phải ai cũng giống như hắn, vừa có chân nguyên hùng hậu, vừa có thể ngưng tụ sức mạnh tam đỉnh. Chỉ nửa ngày sau, bảo điện Hắc Liên vĩ đại mà cổ xưa đã xuất hiện trong tầm mắt của bọn họ. Bảo điện Hắc Liên nằm trên một hòn đảo giữa hồ, bảo điện được bao phủ trong tia sáng màu thiên thanh thuần khiết. Hoàn toàn trái ngược với ma quang mà mọi người cảm nhận được trước kia. Trần Huyền Quân nhìn ra xa xa, cười nói, mặc dù không thấy rõ tình hình cụ thể trên đảo, nhưng người cũng không ít. Những người đó hình như đang gặp rắc rối không nhỏ. Mọi người trong kiếm các chỉ cần nhiều lắm nửa canh giờ để đuổi đến đó. Đi,
mấy người họ càng thêm tự tin, bước đi nhanh hơn. Nhưng vừa đi chưa được mấy bước, một luồng ma uy đáng sợ hóa thành gió mạnh cuốn tới. Trên mặt hồ bắn lên những bọt sóng, vọt thẳng lên trời. Lần này không chỉ là đám người Hân Nghiên, mà cả Lâm Nhất cũng hơi biến sắc. Là hung thú cảnh giới tử phủ. Thảo nào sau khi đám người đó lên đảo vẫn dừng chân ở đây, mãi không vào bảo điện Hắc Liên, hóa ra là gặp phải yêu thú cảnh giới tử phủ. Yêu thú cảnh giới tử phủ vốn vô cùng hung ác, sau khi ma hóa, thực lực sẽ càng đáng sợ. Nhưng vì sao con yêu thú tử phủ này lại xông về phía họ? Bảo điện có yêu thú trấn giữ cũng là chuyện bình thường, nhưng theo lý mà nói đáng ra không nên đợi ở trên đảo mới phải chứ. Không kịp nghĩ gì nhiều, luồng ma uy ngút trời đó từ trên trời giáng xuống, rơi xuống mặt nước cách bọn họ 2.000 mét. Mặt hồ bằng phẳng bỗng chốc lõm xuống, một con ma viên mình đầy vết thương dữ tợn, máu chảy đầm đìa xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Tử điện ma long viên. Lâm Nhất sáng mắt lên, hắn từng gặp qua một con tử điện ma long viên. Đó là yêu thú có dòng máu ma long thời thượng cổ. Chẳng qua con tử điện ma long viên mà hắn gặp hôm đó chỉ có tu vi cảnh giới huyền võ, còn trước mắt lại có cảnh giới tử phủ không hơn không kém. Nhưng vết thương trên mình nó chất chồng, khí tức yếu ớt, rõ ràng đã bị thương nặng. Chương 1107. Trong mắt bọn họ lóe lên tia sáng kỳ dị, tử điện ma long viên vô cùng đáng sợ, nhưng người đã đánh nó bị thương e là còn khó dây hơn. Hung thú cảnh giới tử phủ ở trong mật cảnh ma liên có thể gọi là tồn tại vô địch. Rất khó tưởng tượng, rốt cuộc làm sao nó lại bị thương đến mức độ này. Cho dù là bị bao vây đánh cũng không đến nỗi thê thảm như vậy. Vù! Chưa đợi Lâm Nhất hiểu ra, tử điện ma long viên không nhìn đám người Lâm Nhất, mà bật hai chân lên, chuẩn bị lao vọt đi. Vượt qua đỉnh đầu bọn họ. Trong mắt Lâm Nhất ánh lên sự quyết đoán, tay phải lặng lẽ đặt lên chuôi kiếm. Long tượng chiến thể quyết của hắn muốn nâng cấp lên tầng 5 vừa khéo đang cần một viên yêu đan cảnh giới tử phủ. Tử điện ma long viên có chút dòng máu ma long thời thượng cổ, chắc chắn vô cùng phù hợp với sự bá đạo tàn nhẫn của long tượng. Nhưng đúng lúc hắn vung kiếm ra, trong sóng nước ở phía trước bỗng xuất hiện vài bóng người mang vẻ mặt lạnh lùng. Những người làm ma viên bị thương nặng đã xuất hiện. Một kiếm này nên đánh hay là không nên đánh? Không đánh thì chỉ có thể trơ mắt nhìn tử điện ma long viên đang bị thương nặng sắp chết ung dung thoát. Đánh thì lại đắc tội với những người đã làm ma viên bị thương nặng trong sóng nước ở phía trước. Yêu thú cảnh giới tử phủ mà cũng có thể làm nó bị thương nặng, sức chiến đấu của bọn họ đáng sợ thế nào nghĩ cũng biết. Nhưng xưa nay Lâm Nhất luôn quyết đoán, trong chốc lát, ánh mắt kiên quyết đã lóe lên. Hắn nhấc tay, một luồng kiếm mang màu tím chất chứa kiếm ý bán bộ tiên thiên. Kèm theo kiếm mang không thể chống đỡ bay vọt lên trời. Một kiếm này cần đánh vẫn phải đánh. Cơ hội trước mắt nghìn năm hiếm gặp, bỏ lỡ lần này thì sẽ không còn cơ hội tốt như vậy nữa. Muốn lấy được yêu đan tử phủ thì phải đối đầu với yêu thú tử phủ ở trạng thái đỉnh cao, có thể giết chết được hay không chưa nói, chỉ riêng sự nguy hiểm trong đó nghĩ thôi cũng đau đầu. Về việc vì sao đám người kia có thể làm con tử điện ma long viên này bị thương nặng, trong lòng Lâm Nhất đã mơ hồ đoán ra được. Tử điện ma long viên tràn đầy ma uy vừa mới vọt qua đỉnh đầu đám Lâm Nhất thì bị kiếm mang xuyên thủng. Nó vốn đã sắp chết, chúng phải kiếm mang của Lâm Nhất lập tức tử vong, không còn sự sống. Nếu đổi lại là người khác, có lẽ một kiếm vẫn chưa giết được nó. Đáng tiếc, nó gặp phải Lâm Nhất nắm giữ kiếm ý bản bộ tiên thiên, tu được công pháp truyền thừa thượng cổ, tử diên kiếm quyết. Dầm! Thi thể nổ tan tành, hiện ra một viên yêu đan ma liên bảy cánh, khác với những viên yêu đan ma liên khác. Chương 1108. Viên yêu đan ma liên này chứa hung uy vô cùng dồi dào, khí tức tàn ác lượn lờ không tan. Trong yêu đan lóe lên những ánh chớp màu tím, ánh chớp chiếu sáng bầu trời, giữa tầng mây dậy lên tiếng như sấm đánh từng đợt. Lâm Nhất vẫy tay, yêu đan tử phủ chứa đầy cám dỗ vô tận, vô giá vững vàng rơi vào lòng bàn tay hắn. Sau đó, hắn thuận tay cất vào túi trữ vật. Ba người lao ra khỏi sóng nước chọc trời, vừa khéo nhìn thấy cảnh này. Bọn họ lập tức ngây người, tròn mắt nhìn, không kịp phản ứng. Đợi đến khi bọn họ hoàn hồn thì lập tức nổi giận, sát khí trên người dâng lên, nhìn chằm chằm Lâm Nhất. Lâm Nhất đưa mắt nhìn sang, cũng quan sát ba người nọ. Mộ Tu Hàn của Huyết Cốt Môn, Bạch Nhạc của Ma Diễm Tông,
Thủy Vô Ngân đệ tử nòng cốt của Ma Nguyệt Sơn Trang, ai nấy đều là nhân vật khó nhằn, không ai là dễ trêu vào. Chưa nói đến thành tích của Mộ Tu Hàn ở Long Môn đợt trước, ở mật cảnh Ma Liên hắn ta giết người như ngoé, những người hắn ta từng gặp đều chết hết. Đối với nhiều người thì ở mật cảnh Ma Liên này, thực lực của hắn ta xếp thứ nhất. Bạch Nhạc của Ma Diễm Tông là một trong 10 người xếp hạng đầu Long Môn tranh tài đợt trước, trong lệ khí có hơi thở nhu hòa âm u. Hắn ta không thích giết chóc giống Mộ Tu Hàn, nhưng bất luận là ai, chỉ cần nhìn hắn ta thì nhất định sẽ không muốn qua lại nhiều với hắn ta. Ít xuất hiện hơn là Thủy Vô Ngân. Nhưng dù ít xuất hiện, thân phận đệ tử nòng cốt của Ma Nguyệt Sơn Trang sẽ không để bất kỳ kẻ nào dám khinh thường hắn ta. Cả ba người đều cầm bảo khí, trên người ít nhiều đều có thương tích. Tuy nhiên, điều đó đã khẳng định suy đoán của Lâm Nhất. Nếu có ai đó lấy được bảo khí đã ma hóa giống hắn, thì sau khi dẫn đệ tử các đại tông môn tiến hành vây giết, đánh đổi khá nhiều sẽ có thể làm Tử Điện Ma Long Viên trọng thương. Ba người đuổi theo ra khỏi hòn đảo chắc chắn là vị yêu đan của Tử Điện Ma Long Viên. Chẳng qua không ngờ lại để Lâm Nhất nhặt của hời. Vù vù vù. Trong làn sóng nước lại có vài đệ tử nòng cốt của các đại tông môn lặng lẽ xuất hiện. Nhóm đệ tử kiếm các ở đằng sau đều trở nên căng thẳng. Hiển nhiên tất cả họ đều đã nghe thấy hung danh của Mộ Tu Hàn, huống hồ còn có Bạch Nhạc và Thủy Vô Ngân cầm bảo khí đứng bên cạnh. Nhưng yêu đan tử phủ đã vào tay, muốn họ giao ra là chuyện không có khả năng. Thú vị! Chương 1109. Mộ Tu Hàn hơi ngạc nhiên, không ngờ Lâm Nhất gặp hắn ta rồi mà vẫn chưa chủ động giao yêu đan ra. Hắn ta không khỏi cười khẩy, một nhân tài mới nổi mà dám giành đồ của ta, mật cảnh Ma Liên đúng là càng ngày càng thú vị. Nếu ngươi muốn chết nhẹ nhàng thì giao yêu đan ra tay cho ta, nếu không, ngươi nhất định sẽ hối hận vì quyết định của mình. Hối hận? Lâm Nhất bình thản đáp, ta chưa bao giờ hối hận về quyết định của mình. Đừng nói đến việc bây giờ ngươi đang bị thương, dù không bị thương, ta cũng sẽ không đưa yêu đan cho ngươi. Nếu ngươi có gan thì cứ việc ra tay với ta, chỉ là ngươi cần phải suy xét thật kỹ hậu quả. Soạt. Rất nhiều đệ tử nòng cốt tông môn ở phía sau nghe Lâm Nhất nói vậy đều biến sắc. Mộ Tu Hàn là ai cơ chứ? Đệ nhất cao thủ được công nhận trong mật cảnh Ma Liên, người chết trong tay hắn ta nhiều vô số kể. Ngay cả một số người có thực lực không thua kém hắn ta cũng không dám trở mặt với hắn ta. Nhưng Lâm Nhất không chỉ cướp yêu đan của Mộ Tu Hàn, thậm chí còn mở miệng uy hiếp hắn ta. Thực sự không thể tin được, Lâm Nhất có hơi tự cao quá. Mộ Tu Hàn giận quá hóa cười, trong mật cảnh Ma Liên này chưa có người nào dám ngông cuồng như thế trước mặt ta. Ngươi nghĩ ngươi là ai? Bát công tử của đế đô sao? Đi chết đi! Bảo binh roi cửu tiết trong tay hắn ta phát ra tiếng nổ vang dội, xuyên qua không khí quất về phía đầu Lâm Nhất. Xoẹt! Tiếng xé gió chói tai chấn động cả màng nhĩ, một đòn như sét đánh chớp giật. Lại là bảo khí, lại là Mộ Tu Hàn ra tay, với đòn đánh này, trong lòng rất nhiều người Lâm Nhất đã là một người chết. Tưởng một mình ngươi mới có bảo khí à? Trong tiếng cười khẩy, Lâm Nhất nhẹ nhàng vỗ vào túi trữ vật. Một thanh chiến mâu cổ xưa xuất hiện trong tay hắn. Hắn vung mâu đỡ lấy roi cửu tiết đang vụt từ trên cao xuống. Ầm! Trong tiếng nổ vang rung trời, hai thanh đại bảo khí chạm mạnh vào nhau. Sức mạnh ngang nhau, cân sức ngang tài, sau một chiêu, Lâm Nhất và Mộ Tu Hàn đều nhanh chóng lùi lại. Vẻ kinh ngạc thoáng qua trong mắt Mộ Tu Hàn, hắn ta nhìn chằm chằm vào thanh chiến mâu ẩn chứa hàn ý vô tận kia, nó khiến hắn ta hoàn toàn trở tay không kịp. Mộ Tu Hàn, ta không tranh viên yêu đan này nữa, cho ngươi đấy. Trong mắt Thủy Vô Ngân thoáng hiện vẻ gian trá, hắn ta mỉm cười, lặng lẽ rời đi. Hắn ta nhìn ra được thanh chiến mâu trong tay Lâm Nhất rõ ràng chưa được sử dụng, nhưng thanh bảo khí của Mộ Tu Hàn và Bạch Nhạc đã sử dụng không biết bao nhiêu lần trong cuộc chiến với Tử Điện Ma Long Viên. Không ai đảm bảo được thanh bảo khí đầy vết nứt này sẽ vỡ ra khi nào. Hắn ta lập tức có ý định rút lui. Dù sao vượn ma cũng đã chết, không còn trở ngại khi tiến vào bảo điện Hắc Liên, không cần phải tiếp tục lãng phí thời gian. Chương 1110. Đồ chó. Mộ Tu Hàn thầm mắng Thủy Vô Ngân, hắn ta biết rõ Thủy Vô Ngân đang nghĩ gì, bèn nhìn sang Bạch Nhạc quyết chiến. Vừa khéo hợp ý ta. Bạch Nhạc cười nhếch mép, khuôn mặt nữ tính lộ ra sát khí khiến người ta run sợ. Cản hắn lại. Nhưng có Trần Huyền Quân và Hân Nghiên ở đây.
sao họ có thể trơ mắt nhìn hắn ta và Mộ Tu Hàn cùng ra tay với Lâm Nhất. Các đệ tử Lăng Tiêu Kiếm Các lập tức rút kiếm, cùng Trần Huyền Quân chặn đường Bạch Nhạc, không cho hắn ta đi tới trước. Lũ vô dụng Lăng Tiêu Kiếm Các này thật đồng lòng, ta sẽ giết chết thằng nhãi nhà ngươi trước, sau đó giết sạch lũ vô dụng này. Mộ Tu Hàn nhíu mày, hoàn toàn nổi giận. Chân nguyên sao động, tà khí toàn thân sôi trào như huyết sát có thực thể, đâu đó còn lẫn một tia ma uy. Nhưng Lâm Nhất có kiếm ý bán bộ tiên thiên, lòng hướng về kiếm, thẳng tiến không lùi, không sợ sinh tử. Tà khí của đối phương khó tiếp cận. Trong tích tắc, hai người đã điên cuồng chém giết trên mặt hồ Hắc Liên. Cả hai đều cầm bảo khí, tuy không phải binh khí họ thường dùng nhưng uy áp bảo khí còn mạnh hơn thế. Lâm Nhất không hề nương tay và cũng không dám thiếu cảnh giác. Hắn dùng mâu thay kiếm, thi triển kiếm thế thủy nguyệt huyền diệu đến cảnh giới đỉnh phong tạo cực. Mặc dù tu vi thấp hơn đối phương một tầng, nhưng dựa vào kiếm ý bản bộ tiên thiên, hắn có thể đỡ được mọi thể công của đối phương. Trong tình thế chỉ phòng thủ chứ không tấn công, hắn đang nhẫn nại, hắn đang chờ đợi một cơ hội. Hắn biết cơ hội này sẽ xuất hiện bất cứ lúc nào. Một khi nó xuất hiện, hắn sẽ không chút do dự cho đối phương một đòn chí mạng. Bùm! Sau hơn 10 chiêu, bảo khí trong tay Mộ Tu Hàn bỗng dưng nổ tung, vỡ thành nhiều mảnh. Chết tiệt! Vẻ thất vọng thoáng qua trong mắt Mộ Tu Hàn, việc bảo khí nổ tung nằm trong dự liệu của hắn ta. Chỉ là hắn ta không ngờ lại không thể giết chết đối phương trước khi bảo khí nổ tung. Lúc này dù không muốn cũng phải rút lui. Nhưng ý định rút lui vừa nảy lên trong đầu, hắn liếc qua thì thấy tia sáng lạnh lóe lên trong mắt Lâm Nhất, một cảm giác nguy hiểm bỗng dưng dâng lên trong lòng. Chương 1111. Lâm Nhất nhẫn nại nãy giờ để chờ đợi cơ hội này, sao có thể cho hắn ta rút lui, chết gì? Chiến mẫu như kiếm, nháy mắt đã trở nên tràn ngập uy áp bảo khí khủng khiếp chạm đến ngực. Phụt! Máu phun ra, Mộ Tu Hàn rất thông minh, biết chắc sẽ trúng chiêu này nên đã cố né sang một bên, tránh điểm yếu ớt, chỉ để chiến mâu đâm vào vai mình. Lâm Nhất cũng không bất ngờ, bình tĩnh tiếp tục cầm chiến mâu đâm ra. Dường như đoán được hành động của Mộ Tu Hàn, Lâm Nhất lập tức đâm trúng cổ tay hắn ta khi hắn ta định rút kiếm. Keng keng keng! Mộ Tu Hàn vốn đã bị thương nặng, khi bảo khí nổ tung, hắn ta đã trúng liền ba nhát. Sau một đòn khác, hắn ta hộc máu, mặt mũi trắng bệch. Vẻ hoảng sợ chưa bao giờ có xuất hiện trên mặt Mộ Tu Hàn, hắn ta dương mắt nhìn thiếu niên áo xanh bằng ánh mắt đầy kinh ngạc. Coi nhẹ! Quả thật đã coi nhẹ đối phương. Hắn ta không nên đánh nhau với đối phương trong trạng thái bị thương, và cũng không nên ôm lòng cầu gặp may khi biết bảo khí sẽ nổ. Còn đối phương đã ôm mục đích dồn hắn ta vào chỗ chết ngay từ lúc ban đầu. Sau khi bảo khí nổ tung, Lâm Nhất không hề cho hắn ta một cơ hội để rút kiếm, bình tĩnh đến đáng sợ. Bùm! Chiến mâu nặng nề hạ xuống, Mộ Tu Hàn lập tức bị đánh rơi vào hồ nước. Mộ Tu Hàn! Thấy vậy, Bạch Nhạc đang cầm bảo khí đấu với đám người Trần Huyền Quân liền giật mình. Hắn ta không dám nghĩ nhiều, vội vàng lùi lại. Nhanh chóng chạy về phía bảo điện Hắc Liên mà không dám ngoảnh đầu lại. Lâm Nhất đáp xuống mặt hồ, cau mày lại. Tiểu sư đệ, Mộ Tu Hàn đã bị đệ đánh lùi rồi à? Trần Huyền Quân vừa mừng vừa sợ hỏi, hắn ta biết rõ Mộ Tu Hàn có thực lực mạnh đến mức nào. Hắn cố tình bỏ chạy, không thể nói là bị ta đánh bại, hơn nữa trận chiến này cũng coi như chiếm được món hời lớn. Ta muốn hắn chết ở đây, đáng tiếc vẫn để hắn chạy mất. Lâm Nhất lắc đầu, trong mắt tràn đầy thất vọng. Nghe vậy, Trần Huyền Quân kinh ngạc, không ngờ Lâm Nhất lại có ý định như vậy. Đối với một nhân vật như Mộ Tu Hàn, hắn ta chưa bao giờ nghĩ đến việc giết chết đối phương, thậm chí còn không nghĩ mình sẽ đánh bại đối phương, nhiều nhất là tìm cách bình tĩnh rời đi sau khi chạm trán với người này. Trong lúc vô hình đã thể một sự chênh lệch nhất định. Nghĩ vậy, hắn ta không khỏi cười khổ. Lâm Nhất không muốn cho Mộ Tu Hàn cơ hội sống sót, nhưng cuối cùng không ngờ đối phương lại thoát khỏi sự truy kích của hắn trong tình thế trái ngược thế này. Chương 1112. Mộ Tu Hàn trốn vào hồ Hắc Liên, Lâm Nhất không dám đuổi theo. Lần này để hắn ta chạy, lần sau gặp đối phương trong trạng thái hoàn hảo thì không dễ giải quyết lắm. Nhưng không sao, con đường võ đạo luôn cần đến những kẻ thù mạnh. Nếu không có áp lực sẽ không thể tiến bộ, cứ đến là được. Lòng hướng về kiếm, không sợ sinh tử. Thẳng tiến không lùi.
Nếu ngay cả cửa ải mộ tu hành còn không qua được thì sau này hắn phải đối mặt với đối thủ cấp bậc như Bát công tử bằng cách nào? Mộ tu hành bị thương nặng, không biết sống chết ra sao, Bạch Nhạc của Ma Diễm Tông thảm hại bỏ chạy, có lẽ rất ít người sẽ nghĩ tới kết quả này. Lâm Nhất ngẩng đầu nhìn lướt qua xung quanh. Ở phía xa, đám đệ tử nòng cốt đang định thừa nước đục thả câu đều hoàn hồn, nhanh chóng bỏ đi, không dám ở lại lâu. Mộ tu hàn, ta biết ngươi chưa chết và có thể nghe thấy ta nói. Nếu ngươi muốn tới gây rối với ta, ta sẽ chờ, chỉ là ngươi phải suy nghĩ rõ ràng về cái giá mà có thể ngươi sẽ không trả nổi. Lâm Nhất bình tĩnh nhìn mặt hồ, giống như lưỡi dao xuyên thủng mọi thứ, kiếm ý của hắn sắc bén như có thực thể. Trong lời nói của hắn hàm chứa sự kiên quyết tuyệt không thay đổi và ý chí bất khuất ran rỏi. Tiểu sư đệ, mộ tu hàn chưa chết thật à? Hân Nghiên đi tới, hơi lo lắng hỏi. Hắn chưa chết, nhưng không sao đâu ạ, có lẽ hắn sẽ không thể tiến vào bảo điện Hắc Liên. Lâm Nhất bình tĩnh trả lời. Lần này có thể làm đối thủ bị thương nặng đã coi như khá may mắn. Đối phương đánh nhau với yêu thú tử phủ, đã bị thương rất nặng, nhưng khi đấu với hắn lại coi thường địch quá mức. Điều này dẫn đến khi bảo khí nổ tung, Lâm Nhất đã bắt được sơ hở chí mạng này, mặc dù không giết chết được đối phương. Nhưng uy áp bảo khí lại khiến đối phương bị thương nặng hơn, muốn bình phục không phải là chuyện dễ. Rất có thể hắn ta sẽ không vào bảo điện Hắc Liên được, còn Lâm Nhất nhất định có thể vào. Nếu cứ tiếp tục như vậy, lần sau gặp lại đối phương, Lâm Nhất tự tin mình sẽ đánh bại đối thủ. Vậy thì tốt, nếu hắn ta vào bảo điện Hắc Liên chắc chắn sẽ thăng lên huyền võ tầng 10, lúc đó không biết sẽ đáng sợ cỡ nào. Đi thôi, chúng ta cũng đi nhanh đi. Trần Huyền Quân đưa mắt nhìn về phía bảo điện Hắc Liên nằm giữa hòn đảo. Vâng, nhóm đệ tử kiếm các nghỉ ngơi lấy sức, sau đó thi triển thân pháp đi tới bảo điện Hắc Liên. Mấy người vừa đi không lâu. Một dòng huyết thủy đáng sợ đột nhiên dâng lên trên hồ Hắc Liên, chỉ chốc lát đã có vô số xác cá nổi lơ lửng trên mặt nước. Trong cảnh tượng đáng sợ này, bỗng có một cái đầu ngoi lên mặt nước. Đôi mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào nhóm đệ tử kiếm các đã đi xa. Lâm Nhất, chương 1113 tất nhiên là nhớ rồi ạ. Mộ tu hàn nghiến răng thốt ra hai chữ, phun ra một búng máu, ánh mắt tràn đầy không cam lòng, hắn ta lại chìm xuống dưới hồ. Nửa khắc sau, đám người Trần Huyền Quân đặt chân lên đảo. Bảo điện Hắc Liên được bao phủ bởi một lớp ánh sáng xanh thần thánh, có tổng cộng 10 tầng, to lớn hùng vĩ, mang vẻ tang thương của thời gian như một người kiếm khách tuổi xế chiều, với hai lọn tóc mai bạc trắng nhưng kiếm vẫn vô cùng sắc bén. Bảo điện Hắc Liên mang đến cho người ta cảm giác như vậy. Cánh cửa mở ra, tất cả đệ tử của các đại tông môn trên đảo ồ ạt lao về phía cửa. Tinh hoa nhật nguyệt thật tinh khiết. Ánh sáng xanh trong bảo điện Hắc Liên giống như một viên yêu đan ma liên cực phẩm vậy. Dù không thu hoạch được gì trong bảo điện thì cũng có thể đề cao cảnh giới dựa vào tinh hoa nhật nguyệt này, thậm chí còn có thể đột phá. Sau nhiều lần sống chết, cuối cùng cũng được bước vào bảo điện Hắc Liên. Các đệ tử tông môn tiến vào bảo điện tỏ ra vô cùng hào hứng, họ lần lượt nối tiếp nhau đi về phía cửa. Mấy người nhìn bảo điện Hắc Liên với vẻ mặt bùi ngùi. Tuy trên đường đi có khó khăn trắc trở, nhưng cuối cùng vẫn đến kịp thời gian bảo điện mở. Ánh sáng xanh này thật kỳ lạ, nếu ta nhớ không lầm thì sau khi yêu đan ma liên được loại bỏ ma khí cũng biến thành một đóa sen xanh, không biết có liên quan gì với nhau không? Đường Thông nhìn ánh sáng xanh bao trùm tòa bảo điện, trầm tư suy nghĩ. Trong ánh sáng xanh ẩn chứa tinh hoa nhật nguyệt nồng đậm và cực kỳ tinh khiết, khi vừa đặt chân lên đảo là có thể cảm nhận được rõ. Thậm chí chưa tới gần bảo điện, linh khí thiên địa thổi tới đã giúp cho tu vi của họ vững vàng tăng lên với tốc độ thong thả. Lâm Nhất đã từng đến Thanh Dương giới trải nghiệm một lần, nơi đó cũng là một tông môn huy hoàng bị diệt vong bởi ma kiếp ở thời thượng cổ Hoàng Kim. Hơn nữa còn sinh ra Tử Diên kiếm thánh, tông môn này đã từng huy hoàng như thế. Nhưng Thanh Dương giới và mật cảnh Ma Liên có rất nhiều điểm khác nhau, Lâm Nhất cũng không nói cụ thể khác nhau ở đâu. Chẳng hạn như ánh sáng xanh bao trùm bảo điện, trong lòng Lâm Nhất có nhiều ý tưởng hơn. Nhìn quanh mật cảnh Ma Liên, mọi di tích đều tràn ngập ma khí âm u đáng sợ. Cho dù không có ma khí, nó cũng là một bức tranh xám xịt đổ nát, chỉ tràn ngập nỗi tang thương. Ánh sáng xanh trước mặt này mang đến cho người ta cảm giác thiêng liêng và trang nghiêm. Trước khi vào trong,
ta sẽ nói với các ngươi một vài điều. Trần Huyền Quân nhìn đám người Lâm Nhất, đột nhiên lên tiếng, tuy mỗi lần mở ra, cấu trúc bên trong bảo điện Hắc Liên đều sẽ thay đổi, nhưng có hai điều có thể chắc chắn. Càng thông qua nhiều thử thách sẽ lên được tầng càng cao. Theo ta được biết thì chưa có ai có thể đặt chân lên tầng 9 trong 1.000 năm qua. Còn tầng 10 chỉ có người lên được trong truyền thuyết, không rõ thật hay giả. Bình thường thì sau 3 tầng, mỗi lần lên một tầng sẽ rất khó khăn, lên đến tầng 6 đã coi như là đỉnh. Trần Huyền Quân tạm dừng, sau đó nói tiếp, điều còn lại là quan trọng nhất, mọi người vẫn còn nhớ miếng ngọc giản mà thần sách doanh cho chúng ta chứ? Tất nhiên là nhớ rồi ạ. Chương 1114 coi như đã dễ dàng tránh được nguy hiểm. Mấy người lấy miếng ngọc giản bóng loáng ấm ấm ra, không có miếng ngọc giản này, họ cũng không thể tiến vào mật cảnh Ma Liên. Trần Huyền Quân gật đầu, bảo điện sẽ mở 10 ngày, sau đó cả mật cảnh sẽ đóng cửa, dù đang ở đâu cũng sẽ bị cưỡng chế truyền tống ra ngoài. Vậy nên khi ở trong bảo điện, nếu gặp nguy hiểm chí mạng thì không cần cố gắng chống cự, cứ bóp nát ngọc giản để ra khỏi mật cảnh là được. 10 ngày sau mật cảnh sẽ đóng cửa, cố gắng chống cự cũng không có tác dụng gì. Đến bảo điện Hắc Liên tương đương với cửa ải cuối cùng của cuộc lịch luyện mật cảnh. Đi thôi. Sau khi dặn dò xong, mấy người đi theo đám đông về phía cửa bảo điện Hắc Liên. Khi xuyên qua lớp ánh sáng xanh, tất cả mọi người đều nhắm mắt lại, lặng lẽ vận công, luyện hóa một sợi tinh hoa nhật nguyệt vô cùng tinh khiết này. Đến khi mở mắt ra, trong mắt Lâm Nhất có tia sáng lóe qua. Toàn thân hắn ấm áp, cảm nhận được tu vi huyền võ tầng 8 sơ kỳ tự nhiên cô đọng, trở nên hoàn toàn vững chắc sau khi được ánh sáng xanh thanh lọc. Nhìn xung quanh, đám người Trần Huyền Quân và Hân Nghiên đều đã biến mất. Cả lối đi chỉ có một mình Lâm Nhất. Thử thách đã bắt đầu rồi ư. Nhớ lại lời dặn của Trần Sư Huynh, Lâm Nhất cũng không bất ngờ hay hoang mang. 10 tầng bảo điện, mỗi tầng đều có thử thách khác nhau, nếu thông qua sẽ được vào, còn nếu không thông qua sẽ tức khắc bị truyền tống ra ngoài, kết thúc buổi lịch luyện mật cảnh Ma Liên lần này. Không biết sẽ là thử thách như thế nào, Lâm Nhất lấy kiếm táng hoa từ trong hộp đựng kiếm ra đặt sau lưng, khoanh chân ngồi xuống. Lấy bất biến ứng vạn biến, dù sao ở đây cũng nồng đậm ánh sáng xanh, tinh hoa nhật nguyệt ở khắp mọi nơi. Dù không làm gì, tu vi cũng có thể tăng lên nhanh chóng. Bù. Sau nửa canh giờ, không khí chợt chấn động nhẹ, Lâm Nhất mở mắt ra nhìn qua. Ở phía cuối lối đi đằng trước, giữa không trung có vô số ánh sáng xanh ngưng tụ thành một đóa hoa sen xanh êm dịu ngay trước mặt Lâm Nhất. Khi đóa sen xanh hoàn toàn thành hình thì xuất hiện một người ngồi khoanh chân. Toàn thân người nọ ở trong trạng thái hư ảo. Chỉ có thể nhìn thấy một ánh sáng mông lung và hình dáng mờ nhạt bên trong ánh sáng. Hô! Lâm Nhất chưa kịp nhìn kỹ, bóng mờ ngồi khoanh chân trên hoa sen xanh đã chém ra một vòng kiếm quang. Kiếm quang xuyên qua không khí, lao nhanh tới như một tia chớp. Lâm Nhất nheo mắt lại, cầm lấy kiếm tăng hoa dưới mặt đất, đứng dậy nghiêng người né tránh. Kiếm quang xẹt qua mặt hắn, thổi tung tóc trên trán rồi lướt qua. Coi như đã dễ dàng tránh được nguy hiểm. Nhưng các đệ tử của tông môn khác thì không dễ dàng như vậy, rất nhiều người không phản ứng kịp, lập tức hộc máu, đến khi hoàn hồn lại thì chợt nhận ra mình đã bị đưa ra khỏi một cảnh Ma Liên. Chương 1115 ngươi đừng vui mừng quá sớm. Họ xuất hiện trên hoang nguyên tịch diệt, khi nhìn xung quanh thấy nơi đóng quân của các đại tông môn, họ mới như bừng tỉnh khỏi cơn mơ, tỏ ra thất vọng, đối với họ bảo điện Hắc Liên còn chưa bắt đầu đã kết thúc. Hình như lần này bảo điện Hắc Liên mở sớm hơn mọi khi rất nhiều. Chắc đây là nhóm người bị loại đầu tiên, họ thật xui xẻo, thử thách đầu tiên hẳn là dễ dàng nhất. Cũng không tồi, thật ra không chết trong đó đã coi như kiếm lời. Các trưởng lão nhìn nhóm đệ tử tông môn bị truyền tống ra ngoài, nhỏ giọng bàn luận. Ở nơi Lăng Tiêu Kiếm các đóng quân, vừa thấy có người được truyền tống ra ngoài, Hân Tuyệt lập tức đi qua. Sau khi nhìn quanh lại quay về. Không nhìn thấy người của kiếm các, chắc là tiểu sư đệ và những người khác đều đã thông qua thử thách đầu tiên. Hân Nghiên nhìn Lạc Phong trưởng lão với vẻ nửa vui nửa buồn. Chậc chậc, hay là đã chết trong đó rồi. Đừng vui quá, mọi chuyện đều có khả năng, nếu tất cả đều đã chết thì đương nhiên sẽ không bị truyền tống ra ngoài. Cách đó không xa,
Văn Ngạn bác của Hỗn Nguyên môn cười nhạo. Có một người đi theo sau lưng ông ta, đó chính là người bị loại ở thử thách đầu tiên, cũng là một trong số 10 đệ tử của Hỗn Nguyên môn. Lạc Phong lạnh lùng, như vậy cũng hơn Hỗn Nguyên môn các ngươi. Đế quốc Đại Tần có tứ đại tông môn, chỉ có đệ tử Hỗn Nguyên môn của ngươi bị loại ở thử thách đầu tiên. Ngươi nhìn thử có trưởng lão nào dẫn người về không kìa. Văn Ngạn bác bị chặn họng, vẻ mặt lập tức trở nên xấu hổ. Tên đệ tử đứng sau lưng ông ta cúi đầu không dám nói gì, do hắn ta xui xẻo, cứ tưởng hoa sen xanh xuất hiện là bảo bối nên mới nóng lòng lại gần. Hắn ta chưa hiểu chuyện gì xảy ra đã nhìn thấy Văn Ngạn bác sầm mặt, lúc này mới giật mình nhận ra mình đã bị loại. Cứ chờ xem, người đừng vui mừng quá sớm. Văn Ngạn bác xấu hổ phản bác, tất nhiên sẽ không tự chuốc lấy nhục nhã. Nhưng ông ta khá tự tin về ba người Trương Viêm, miễn là gặp Lâm Nhất, hắn chỉ có một chữ chết, để xem lúc đó lão già này còn dám kiêu ngạo như vậy không. Tuy Văn Ngạn bác đã đi, nhưng các trưởng lão Kiếm Các và đám người Lạc Phong lại khó có thể an tâm. Hân Tuyệt thì khỏi phải nói nhiều, muội ruột của y cũng ở trong đó, nếu cô không xuất hiện, y cũng khó yên tâm được. Trưởng lão, ta sẽ đến chỗ bản đồ trận pháp chờ xem sao. Lạc Phong gật đầu, đi đi. Lúc này ông ta cũng hy vọng sẽ có người bị loại, ít nhất người nào có thể báo cho họ biết tình trạng của các đệ tử Kiếm Các trong mật cảnh ra sao. Chứ không cần phải giống như bây giờ, chỉ có thể suy đoán lung tung. Trong bảo điện Hắc Liên, Lâm Nhất ngạc nhiên nhìn đóa hoa sen xanh tan biến trước mặt mình, vậy là xong rồi ư. Thử thách đầu tiên có vẻ như khá đơn giản. Chương 1116 hắn tin vào khả năng thứ hai hơn. Nhưng hắn không biết thử thách tưởng chừng như đơn giản với hắn này lại loại gần 1/4 số người. Chỉ cần chạm phải kiếm quang sẽ lập tức bị dịch chuyển ra ngoài. Trước tiên xem thử tầng 1 có bảo bối gì đã. Vẻ mong chờ thoáng qua trong mắt Lâm Nhất, nháy mắt hắn đã biến mất trong bóng tối trên lối đi. Cấu trúc bên trong bảo điện Hắc Liên vô cùng phức tạp. Sau khi thông qua thử thách, Lâm Nhất bước đi trong đó với tâm trạng đầy xúc động. Hắn đi qua rất nhiều căn phòng bí mật, tất cả đều đã bị càn quét sạch sẽ, không còn sót lại một thứ gì có giá trị. Hắn và các sư huynh đệ Lăng Tiêu Kiếm Các trung quy vẫn đến muộn một bước, tất nhiên những người đến trước sẽ không cho họ cơ hội nhặt nhạnh. Nhưng Lâm Nhất không vội, những món bảo bối dễ dàng lấy được sẽ không quá quý hiếm. Nỗ lực và thu hoạch luôn tỷ lệ thuận với nhau. Nửa khắc sau, ở phía cuối lối đi chợt có tiếng người huyên náo. Lâm Nhất lắng nghe tiếng động, lặng lẽ bước vào trong lối đi tối tăm. Cuối con đường dẫn đến một đại điện sáng trưng với những chiếc đèn thủy tinh cổ kính treo trên trần nhà, thủy tinh óng ánh tô điểm, chiếu rọi cả đại điện sáng như ban ngày. Ngoài lối đi của hắn ra thì còn có 4-5 lối đi khác cũng dẫn đến đại điện này. Trong đại điện có một đài sen màu xanh được chế tạo bằng ngọc cổ, phát sáng lấp lánh như vật của trời. Chính giữa hoa sen xanh có một tia sáng lập lòe, mơ hồ có thể cảm nhận được không gian dao động. Mấy chục đệ tử của các đại tông môn tập trung xung quanh đài sen, ai cũng nhìn chằm chằm vào đài sen lấp lánh với ánh mắt mong chờ. Đây là đài sen đa bảo, nghe nói nó là lối vào tầng 2, trước khi lối vào được mở hoàn toàn sẽ sinh ra một món bảo bối. Cũng không biết sẽ là gì nhỉ, dù đây chỉ là tầng 1 của bảo điện Hắc Liên. Chắc có lẽ món dị bảo được sinh ra sẽ có giá trị không nhỏ. Kệ đi, lát nữa không cần biết là gì, cứ giành lấy nó là được. Những lời xì xào trong đám đông khiến Lâm Nhất trong lối đi trầm ngâm suy nghĩ. Trong đại điện sáng trưng cũng có đệ tử Lăng Tiêu Kiếm Các, nhưng đám người Hân Nghiên sư tỷ thì không thấy. Họ chưa thông qua thử thách sao? Không thể như vậy được, đệ tử của tứ đại tông môn mạnh hơn đệ tử của các đại tông môn khác, không thể không thông qua thử thách đầu tiên. Vậy chỉ có 2 khả năng, một là họ cũng đang nấp trong góc khuất lối đi, 2 là tầng 1 của bảo điện Hắc Liên không chỉ có một đài sen đa bảo, mà còn có lối đi khác dẫn lên tầng 2. Hắn tin vào khả năng thứ 2 hơn. Trên thực tế, Lâm Nhất đoán không sai. Trong bảo điện Hắc Liên, tầng 1 có tổng cộng 9 đài sen đa bảo. Chia cách những người thông qua thử thách tới 9 khu vực khác nhau, để họ không được gặp nhau. Lên tầng 2 sẽ có 8 đài sen đa bảo, lần lượt giảm dần, đến tầng 9 sẽ chỉ còn 1 đài sen đa bảo. Lâm Nhất đang miên man suy nghĩ,
bỗng một chiếc bình ngọc xuất hiện trong ánh sáng xanh lập bè trên đài sen đa bảo. Chương 1117 Long Phi Hổ Khiêu. Chỉ một người một kiếm nhưng lại áp đảo mọi người, đánh bại tất cả. Lâm Nhất cất kiếm vào vỏ, bước thẳng tới đài sen đa bảo. Hắn vươn tay ra cầm lấy bình ngọc trên đài sen. Khi hắn vừa cầm lấy bình ngọc, một bóng người xuất hiện từ chỗ tối, kiếm quang lạnh lẽo, sắc bén lặng lẽ đâm tới sau lưng Lâm Nhất. Nhưng sau lưng Lâm Nhất cứ như có một đôi mắt khác, hắn cất bình ngọc vào ngực, xoay người lại rút kiếm, động tác đơn giản, liền mạch và không để lại dấu vết. Bóng người đánh lén tỏ ra vô cùng kinh ngạc, rõ ràng hắn ta ra tay trước, nhưng bây giờ kiếm táng hoa của Lâm Nhất lại đâm vào trái tim hắn ta. Ngay cả cơ hội bóp nát ngọc giản để ra khỏi bảo điện Hắc Liên cũng không còn. Phụt! Kiếm táng hoa đâm vào tim, sau đó được rút ra cùng với dòng máu tươi. Người đến vô lực ngã xuống, không thể đứng dậy và cũng không còn hơi thở. Lâm Nhất liếc mắt nhìn qua những bóng dáng ẩn nấp trong các lối đi khác. Họ không khỏi kinh hãi, dường như ánh mắt này của Lâm Nhất có thể nhìn thấu họ. Hắn không để ý đến những người này nữa mà cất kiếm vào vỏ, lấy bình ngọc trong ngực ra mở xem. Mùi thuốc sực nước bốc lên, Lâm Nhất hơi ngạc nhiên, hắn cũng được coi là nửa luyện dược sư nên có thể phân biệt trong bình ngọc là đan dược tam phẩm, cần phải có luyện dược sư tam phẩm mới luyện chế được. Ở đế quốc Đại Tần, số lượng luyện dược sư tam phẩm có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nếu tính riêng Lăng Tiêu Kiếm Các cũng chỉ có một mình điện chủ điện đan dược được coi là luyện dược sư tam phẩm chân chính. Trong bình ngọc có tổng cộng mấy chục viên đan dược, coi như một con số không nhỏ. Sau khi thăng lên cảnh giới huyền võ, hắn chưa từng dùng đến đan dược, không phải vì kiêng kỵ điều gì. Chẳng qua hắn không muốn sử dụng sớm, đợi đến huyền võ tầng 9 và huyền võ tầng 10 nhất định sẽ cần phải dùng tới. Lâm Nhất cất kỹ bình ngọc rồi bước lên đài sen đa bảo, tiến vào tầng 2 của bảo điện ngay trước mắt mọi người. Hắn vừa đi, bầu không khí ngột ngạt trong đại điện mới hoàn toàn thả lỏng. Có thể nghe thấy tiếng thở ra như rút được gánh nặng của không ít người. Rất nhiều người lặng lẽ thả lỏng bàn tay đang chuẩn bị bóp nát ngọc giản bất cứ lúc nào. Họ thật sự sợ Lâm Nhất sẽ tàn sát, giết hết tất cả họ ngay tại đây, cướp đi túi trữ vật trên người họ, may mà. Hắn không làm vậy. Tầng 1 bảo điện Hắc Liên, trong các đại điện đặt đài sen đa bảo còn lại. Đệ tử nòng cốt Đường Nguyên, thủ lĩnh Huyền Thiên Tông, dẫn 3 tên sư đệ lặng lẽ xuất hiện. Các đệ tử tông môn đang đánh nhau trong đại điện lập tức giật mình, lần lượt dừng tay. Long Phi Hổ Khiêu. Chưa nói hết nửa câu, trên người Đường Nguyên đã vang lên tiếng rồng ngâm hổ gầm, tay phải hóa rồng, quyền tung như rồng bay trên trời. Một quyền hóa hổ. Quyền đi như hổ nhảy qua núi sông, uy áp chấn động bốn phương. Rầm rầm rầm. Sau hai quyền, quyền mang áp đảo làm cho lần lượt từng bóng người va vào tường. Chương 1118 Sư huynh thật nhân từ. Sau khi ngã xuống đất, toàn thân đau nhức dữ dội, liên tục kêu rên, nhìn Đường Nguyên bằng ánh mắt phẫn nộ, sau đó đứng dậy xông về phía Đường Nguyên. Chết tiệt, con lừa chọc chết bầm này ra tay thật độc ác. Đừng sợ hắn, mọi người cùng xông lên nào. Đối mặt với đám người bừng bừng khí thế, 3 tên sư đệ sau lưng Đường Nguyên tỏ ra khinh thường. Một lũ kiến hôi. Biểu cảm trên mặt Đường Nguyên không hề thay đổi, một vòng sáng thiêu đốt xuất hiện sau đầu hắn ta, tràn ngập Phật uy vô thượng trang nghiêm. Uy lực của Kim Cương, cơn giận của Phục Ma, Kim Cương Phục Ma ấn. Hắn ta hợp nhất song ấn, vòng sáng thiêu đốt sau gáy được tăng cường Phật uy. Hắn ta giận dữ tung một trường. Đám người vừa mới đứng dậy lập tức hộc ra một búng máu như va phải bức tường vô hình, nặng nề ngã xuống. Sư huynh, có cần yêu cầu họ giao túi trữ vật của mình ra không ạ? Một đệ tử Huyền Thiên Tông đứng sau lưng hắn ta lên tiếng đề nghị. Đám người trước mặt là một bầy dê béo chờ làm thịt, có thể vơ vét tùy theo ý mình. Đường Nguyên hờ hững đáp, không cần thiết. Huyền Thiên Tông là tông môn đứng đầu nước Đại Tần, sao có thể so sánh với lũ tà tu ở ngoài kia? Mỗi người giao ra 10 viên yêu đan ma liên 3 cánh là được, nếu không muốn thì có thể bóp nát ngọc giản rời đi, Đường Mỗ sẽ không giết ai cả. Sư huynh thật nhân từ. Nghe chưa hả, các ngươi còn lo lắng gì nữa? Các đệ tử tông môn ngã dưới đất đều giận nhưng không dám nói gì, liên tục cười gượng.
Yêu đan ma liên ba cánh, đừng nói đến việc có hay không, dù có thì gần như cũng chiếm ít nhất 1/3 tài sản. Còn bảo là nhân từ cơ, đây là mạch suy nghĩ của bọn cướp mới đúng. Nhưng lúc này không phục cũng không được, một là rời đi, hai là đưa yêu đan. Đa số mọi người đều nén giận đưa 10 viên yêu đan ma liên ba cánh. Dù sao chỉ cần ở lại bảo điện Hắc Liên thì lúc nào cũng sẽ có cơ hội trở mình, nếu rời đi sẽ thật sự không còn gì nữa. Sư huynh, là một cây huyết sâm, chắc cũng 500 năm tuổi. Một trong số đó nhanh chóng bước tới lấy hộp gấm trên đài sen đa bảo. Vừa mở ra xem, hắn ta lập tức mừng rỡ, kích động báo cáo. Đường Nguyên bình tĩnh bảo, người giữ đi, ta không cần. Cảm ơn sư huynh nhiều lắm. Niềm vui đến bất ngờ khiến người này hơi bối rối. Hai tên sư đệ còn lại đều vô cùng hâm mộ. Nhưng trong lòng Đường Nguyên lại rất lãnh đạm, bảo vật ở tầng 1 không có giá trị quá lớn. Mục tiêu của hắn ta chính là tầng 9, nơi mà chưa ai có thể đặt chân lên trong nghìn năm qua, thậm chí còn có tầng 10 trong truyền thuyết. Giá trị cốt yếu của bảo điện Hắc Liên đều nằm ở hai tầng này. Bảo vật của 8 tầng trước cộng lại cũng không thể so sánh với tầng 9, còn tầng 10. Càng không thể tưởng tượng được. Chương 1119 có tiếng đánh nhau. Dù sao truyền thuyết cũng là truyền thuyết, quá xa xôi, không có tài liệu tham khảo nên không thể đoán được. Trong tầng 1 bảo điện Hắc Liên, tình hình ở 9 nơi đặt đài sen đa bảo dẫn lên tầng 2 cũng không khác là bao. Rất nhiều đệ tử tông môn đã thông qua thử thách đều muốn trổ tài và tìm kiếm kỳ ngộ trong bảo điện này. Nhưng tất cả mọi người đều bị đánh đòn cảnh cáo, như bừng tỉnh khỏi cơn mơ. Nếu ở bên ngoài, có lẽ sẽ còn có thể có một chút may mắn tìm được chí bảo. Nhưng ở bảo điện Hắc Liên thì gần như không có sự tồn tại của may mắn. Bảo vật sinh ra từ đài sen đa bảo đều được chuẩn bị cho kẻ mạnh, thể hiện rõ thực lực mạnh mẽ của các nhân tài và yêu nghiệt. Hầu như sức một người đã đủ để khiến những người khác không thở nổi. Họ còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra đã thất bại nặng nề, giống Lâm Nhất và Đường Nguyên, cả hai đều như vậy. Ở số ít đài sen đa bảo xuất hiện cục diện hai hoặc ba yêu nghiệt có sức mạnh ngang nhau, nhưng cũng không có chỗ cho người thường can thiệp. Thậm chí họ còn có thể chết thảm trong dư âm từ cuộc chiến của các yêu nghiệt. Tất cả mọi thứ chỉ mới bắt đầu, càng lên cao, số lượng đài sen đa bảo sẽ càng ít đi. Liên tục giảm dần từ 9 xuống 1, có thể đoán trước được sớm muộn gì những yêu nghiệt tạm thời phân tán này sẽ tập hợp lại với nhau. Mỗi khi lên một tầng và gặp trở ngại, họ sẽ trở nên mạnh hơn. Lâm Nhất lấy đan dược, thuận lợi bước vào đài sen đa bảo và lên tầng 2. Không bao lâu sau, linh khí tụ lại thành một đóa hoa sen xanh ở trước mặt hắn. Trên hoa sen có một người ngồi khoanh chân, ánh sáng mông lung, mơ hồ bao phủ quanh người nọ. Hô! Ở cửa ải này, cuối cùng bóng người trên đài sen cũng đứng dậy. Ngay khi vừa đứng lên, người nọ rút kiếm khỏi vỏ, chém ra hai tia kiếm quang. Hai tia kiếm quang nhìn như lao tới cùng lúc, nhưng thật ra là một trước một sau. Một giả một thật, nếu không phân biệt được, chỉ cần bị kiếm quang cứa chúng sẽ lập tức bị loại. Lâm Nhất nheo mắt lại, hắn có kiếm ý bán bộ tiên thiên nên nhạy bén nhận ra sự khác thường trong đó. Tia kiếm quang thứ nhất là giả, nhưng tàn ảnh của tia kiếm quang đằng sau cũng khó phân biệt được là thật, điều này cho thấy kiếm thuật của bóng người trên đài sen cực kỳ cao. Người nọ dùng thủ đoạn khôn khéo, lợi dụng âm thanh và ánh sáng để gây ảo giác cho người khác. Keng! Kiếm táng hoa ra khỏi vỏ, hắn vung kiếm chém nát tia kiếm quang thứ hai, thuận lợi thông qua thử thách. Còn những người khác không may mắn bằng hắn. Có người không phân biệt được, có người phân biệt xong thì đã muộn, cửa ải này loại khá nhiều người. Trên hoang nguyên tịch diệt lập tức xuất hiện rất nhiều đệ tử tông môn, trông ai cũng chán nản. Có tiếng đánh nhau. Chương 1120 đường sư đệ. Lâm Nhất vừa thông qua thử thách đã nghe thấy tiếng đánh nhau kịch liệt từ xa trong lối đi tầng 2. Hắn nghĩ tới điều gì đó, bèn thi triển thất huyền bộ đến cực hạn. Nhanh chóng chạy về phía phát ra âm thanh. Đáng tiếc. Khi hắn chạy tới đài sen đa bảo trong một đại điện nọ thì đã chậm một bước. Trong đại điện sáng trưng còn sót lại vết máu, khí tức chân nguyên hỗn tạp tràn ngập trong không khí. Bên trên đài sen trống trơn, bảo vật đã bị người khác lấy đi,
Lâm Nhất lẩm bẩm, có vẻ như mình không được may mắn lắm. Hắn lắc đầu rồi bước lên đài sen, không có tâm trạng tìm kiếm trong tầng 2 mà đi thẳng lên tầng 3. Nếu nói Lâm Nhất không được may mắn thì chỉ có thể miêu tả đường thông của kiếm các bằng từ xui xẻo. Hắn ta đã gặp người mà hắn ta không muốn gặp nhất ở đại điện đặt đài sen đa bảo trên tầng 2, đó là kinh tuyệt của thất tuyệt bảo. Ban đầu trong đại điện có hơn 10 người đang đánh nhau giành bảo vật. Nhưng sau khi kinh tuyệt xuất hiện, đao thất tuyệt trong tay hắn ta chui ra khỏi vỏ, chân nguyên rót vào làm cho thanh đao hàm chứa đao thế sắc bén đầy tuyệt tình tuyệt hận liên tục xoay tròn, va chạm với binh khí khác tóe lửa, không ngừng phát ra tiếng leng keng. Sau khi thanh đao thất tuyệt dài nửa mét xoay tròn mấy vòng, nó lại rơi vào tay kinh tuyệt. Nhìn ra xung quanh, hơn 10 người kia đã ngã xuống đất không dậy nổi, toàn thân chảy máu đầm đìa. Đường thông vẫn còn đứng đó, trên ngực cũng có 3 vết thương dữ tợn, đao ý còn sót lại hằn sâu lên vết thương, máu chảy không ngừng. Kinh tuyệt mỉm cười, thật trùng hợp, lại gặp ngươi rồi. Ngươi muốn tự đi hay để ta tiễn ngươi đi? Đường thông nhìn những người nằm dưới đất lặng lẽ bóp nát ngọc giản rồi biến mất. Ta sẽ tự đi. Thực lực không bằng người khác nên cũng không có gì đáng nói, vẻ không cam lòng thoáng qua trong mắt đường thông. Vừa bóp nát ngọc giản thì trời đất bắt đầu quay cuồng, sau khi thị giác bình thường trở lại, hắn ta đã đứng trong trận pháp ở Hoang Nguyên Tịch Diệt, xung quanh là trưởng lão của các đại tông môn đang lo lắng chờ đệ tử của tông môn mình. Đường sư đệ. Nghe ai đó gọi mình, đường thông ngẩng đầu nhìn qua thì thấy Lạc Phong trưởng lão và Hân Tuyệt sư huynh đang bước lại gần mình. Tình hình sao rồi? Hai người vừa đến đã vội vàng hỏi. Ta gặp kinh tuyệt của thất tuyệt bảo ở tầng 2. Bị hắn ép bóp nát ngọc giản. Đường thông bất đắc dĩ trả lời, nếu không gặp phải người này, nói không chừng hắn ta còn có thể trụ lại tầng 2 lâu hơn. Đệ không sao là tốt rồi, còn những người khác thì sao? Trước khi tiến vào bảo điện Hắc Liên, các sư huynh đệ đều đi cùng nhau, nhưng sau khi vào trong thì tách ra, ta không biết tình hình cụ thể ra sao cả. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 42.